Xin chào quý thính giả đang nghe truyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 31, ta có một kiếm, trải qua đi vạn dặm. Trọng thuật thủy thuẫn, trọng thuật tường đá. Trọng Huyền thắng tay mập liên đạn, từng đạo trọng thuật điệp ra phòng ngự đạo thuật ngăn ở đường đi. Ta có hay không tư cách, Trọng Huyền tuân còn không phải gia chủ đâu, hắn nói không tính. Ngươi nói, càng không tính. Tại sống chết trước mắt, hắn đã không giữ lại chút nào. Đạo thuật của hắn phức tạp, lại bày ra xảo diệu. Có người cùng hắn đoạt vị trí gia chủ, bản thân hắn cũng không bằng ngươi kích động. Di huynh của ta, ngươi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi? Trọng Huyền thắng trong miệng không ngừng, trên tay cũng như bay. Sinh khí rồi. Bị nói trúng tâm sự. Sợ cái gì người khác biết a? Trọng Huyền thắng dị thường linh hoạt, vừa lui vừa nói, dù sao đi ra nơi này, ai cũng không nhớ rõ nơi này phát sinh sự tình. Quyền đến, trọng thuật thủy thuẫn nát. Quyền rơi, trọng thuật tường đá phá. Hết thảy phòng ngự đạo thuật đều không thể ngăn cản Vương Di Ngô tiến lên. Ngươi đi ra không được. Hắn đã là rời khỏi phẫn nộ. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Hắn biết rất rõ ràng đây là Trọng Huyền thắng cố ý khích giận hắn thủ đoạn. Thế nhưng là hắn không muốn lại nhẫn. Ở bên ngoài thế giới bên trong, trong quân đội, tại chiến trường, tại đô thành, hắn không phải không được chứng kiến thủ đoạn như vậy. Lấy thực lực của hắn rõ ràng không cần ẩn nhẫn, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Bởi vì có đôi khi thế tục lực lượng, liền nắm đấm cũng đỡ không nổi. Hắn mỗi một lần đều nhịn xuống. Thế nhưng là hắn hiện tại không muốn lại nhẫn. Tại cái này thiên phủ bí cảnh bên trong, ở thế tục quy tắc trói buộc không đến địa phương, hắn Vương Di Ngô không muốn lại nhẫn. Hắn cường đại như thế, hắn không cần lại nhẫn. Ngươi không phải là muốn chọc giận ta sao? Ta như ngươi mong muốn. Quyền động, cuồng phong nổi lên. Vương Di Ngô giống một tòa núi cao nghiêng đổ, không gì có thể ngăn. Một quyền này nháy mắt đã đánh nát tất cả phòng ngự đạo thuật, một quyền oanh đến Trọng Huyền thắng trên mặt, rõ rệt tiếng xương nứt âm lộ ra như thế hung bạo. Hắn to lớn thân thể toàn bộ bị đánh bay, cơ hồ oanh ra bệ đá bên ngoài, bị Khương Vọng một cái túm trở về. Ngươi chọc giận ta. Vương Di Ngô vốn có thể một quyền oanh bạo Trọng Huyền thắng, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là trước đánh bay cái tên mập mạp này, sau đó lại một lần sải bước đuổi theo, có thể lửa giận của ta, ngươi có tiếp hay không được. Khương Vọng một cái buông xuống Trọng Huyền thắng, quay người trực diện Vương Di Ngô. Đây là lấy một địch năm, cơ hồ từng cái oanh bạo đối thủ Vương Di Ngô. Đây là bị Khương Mộng Hùng khen hay vì đương thời mạnh nhất thông thiên cảnh Vương Di Ngô. Mà Khương Vọng đứng tại Trọng Huyền thắng trước người, trực diện người này. Chỉ vì hắn nói qua một câu. Ngươi yên tâm. Từ Vân Quốc đến Tây Quốc, sơn thủy xa xôi. Đoạn đường này đến ăn gió nằm xương, truy tinh cản nguyệt. Hắn không từng có một khắc lười biếng. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lại một cái, Phong Lâm Thành thảm tượng liền một lần trong đầu tái diễn. Kia là sinh ra hắn nuôi nấng hắn, hắn khóc qua cười qua địa phương. Tất cả mọi người chết đi, người sống liền nhất định phải gánh vác lấy cái gì. Trách nhiệm này hắn không thể lưu cho Khương An An, hắn làm ca ca, chỉ có thể tự mình cõng. Trên đường đi đạo thuật của hắn ngày càng tinh tiến, nhưng lại chưa bao giờ chân chính rút kiếm. Ngay cả chính hắn cũng không biết, một kiếm này ra khỏi vỏ lúc, sẽ có bao nhiêu mạnh. Ta có một kiếm, trải qua đi vạn dặm. Từ xa xôi trang quốc Phong Lâm Thành mà đến, một đường bôn ba đến Tây Cảnh. Đoạn đường này đến gió sương mưa móc, đều ở trong đó. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Xem kiếm. Một kiếm này còn chưa ra, Vương Di Ngô ánh mắt liền đã biến ngưng trọng. Hắn lúc đầu không định lập tức liền đem Trọng Huyền thắng đánh chết, lúc này lại đã không thể không bộc phát toàn lực. Gió lớn gào thét. Vương Di Ngô dưới chân còn tại tiến lên, Khương Vọng vẫn đứng vững án kiếm. Thiếu niên tóc trắng cùng mắt ưng quân nhân. Chưa ra kiếm, cùng đã phát quyền. Lúc này là lấy 5 địch 1, còn dư chiến lực người, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn họ trước phân ra thắng bại. Lý Long Xuyên hai mũi tên vô công, thổ huyết lui lại, nhưng dưới chân của hắn vẫn định, trên tay vẫn ổn. Hắn đem chán mang xuống kéo, trực tiếp che mắt. Mắt chưa đến, mà tâm tới trước. Mũi tên chưa đến, mà ý đã tới. Lòng đang trước mắt, ý tại mũi tên trước. Đây là ý chi tiễn. Tâm niệm vừa động, mũi tên đã tại Vương Di Ngô trước người. Một tiễn này gào thét xoay tròn, như một sợi hạch tâm đen nhánh gió bão. Phát lúc chưa phát giác lăng lệ, hạ thấp thời gian đã đất nứt núi lở. Keng. Vương Di Ngô một quyền nện tại đầu mũi tên bên trên, thả ra mãnh liệt phát ra âm thanh. Mà liền tại giờ phút này, Khương Vọng ra kiếm. Trải qua đi vạn dặm một kiếm này, ánh sáng rực rỡ không cách nào hình dung.
hắn hỗn hợp khương vọng cho đến tận này, đối với kiếm đạo tất cả cảm ngộ cùng thành kính, là chân chính từ sâu trong linh hồn thai nghén ra tới một kiếm này. Ngôn ngữ khó mà nói hết, hình tượng khó khăn tô lại một phần vạn, nếu như ngươi gặp qua nhật nguyệt ngang trời, nếu như ngươi gặp qua sao sáng đầy trời, vậy ngươi liền gặp qua một kiếm này. Đây là từ nam đến bắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao một kiếm. Nó nghênh tiếp vô ngã sát quyền của Vương Di Ngô. Thanh âm, giống như không có âm thanh. Quang ảnh, giống như tất cả đều đứng im. Mũi kiếm của Khương Vọng, ngưng kết tại Vương Di Ngô mặt quyền. Bỗng nhiên, Vương Di Ngô vậy không thể làm gì khác hơn là như không thể phá vỡ trên nắm tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Giọt này máu tươi giống như đánh vỡ ngưng kết. Bỗng nhiên gió bão nổi lên, bệ đá bên ngoài biển mây cuồn cuộn. Vương Di Ngô liền lùi lại hai bước, cánh tay phải cũng rủ xuống. Đây là khai chiến đến nay, hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thụ thương. Cũng là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bị đánh lui. Mà Khương Vọng trong tay, cả thanh trường kiếm một cái vỡ nát. Liền đập vỡ phiến đều không tồn tại, vỡ thành kim loại phấn tiết, như ở trước mắt phiêu tán. Đáng tiếc, Khương Vọng nghĩ thầm, nếu có một thanh hảo kiếm, một kiếm này có lẽ có thể chân chính phế bỏ tay của Vương Di Ngô. Hắn bỗng nhiên hướng về sau ngã sấp xuống, đúng lúc nện chúng ở miễn cưỡng đứng lên Trọng Huyền Thắng trên thân. Còn chưa kết thúc, ấp ủ đã lâu hứa tượng càn tùy thời mà động, cắn nát tay trái đầu ngón tay, hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Liên tiếp bị ngăn trở, cho dù là Vương Di Ngô, lúc này cũng không thể không thu hồi lòng khinh thường. Đột nhiên quay đầu, cánh tay trái cao nâng, nâng quyền như nâng chùy, chuẩn bị lấy công đối công. Nhưng vào lúc này, một cái tơ máu xuất hiện, cấp tốc tại dưới chân hắn bơi qua một vòng. Chợt hào quang đại phóng, Vương Di Ngô chỉ cảm thấy chính mình tức giận, chiến ý, sát ý toàn bộ bị kích động, đồng thời như thực chất rút ra, cùng hứa tượng càn máu dây dưa đến cùng một chỗ. Một tầng màu máu quang kén lóe lên một cái rồi biến mất, trên đó ẩn có văn tự du động, đem Vương Di Ngô che vào ở giữa. Lấy máu vì tia, mua dây buộc mình. Đi! Hứa tượng càn hô một tiếng, dẫn đầu hướng thông thiên tháp phóng đi. Hắn một phen làm bộ, chỉ là vì dẫn Vương Di Ngô mắc lừa. Hắn sở cầu cũng không phải là giết địch, mà là khốn địch. Chỉ cần chạy ra thiên phủ bí cảnh, bọn họ chính là thắng lợi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất nằm nửa ngày Trương Vịnh một cái xoay người vọt lên. Nguyên lai hắn không có mất đi hành động lực lượng, đại khái dẫn đầu là chờ lấy cơ hội đánh lén. Lúc này hai mắt vẫn đóng chặt, không chút nào không ảnh hưởng hắn tìm được đường tuyến. Theo sát hứa tượng càn về sau hướng thông thiên tháp bên trong chạy trốn. Trọng Huyền Thắng càng là một cái nâng lên Khương Vọng, chạy so Trương Vịnh đều nhanh, nhanh như chớp liền chui vào thông thiên tháp bên trong. Lý Long Xuyên bởi vì ý chi tiễn bị đánh tan, ngược lại hoảng thần một cái, liền cái này sững sờ, những người khác đã đào thoát. Hắn cũng không xính cường, theo sát đám người về sau, tiến vào thông thiên tháp bên trong. Tại cái kia màu máu quang kén bên trong, Vương Di Ngô giận dữ ra quyền, nhưng hắn trạng thái đã không tại đỉnh phong. Mà cái kia như ẩn như hiện lồng ánh sáng dù không thể gây tổn thương cho người, lại đặc biệt kiên cố. Bởi vì đây là chính hắn tức giận, chiến ý, sát ý quấn dao mà thành kén, tương đương với chính hắn trói buộc chính mình. Oanh liên tiếp bốn quyền, lâm thời hình thành lồng giam mới bị đánh vỡ. Nhưng lúc này thông thiên tháp bên ngoài, đã chỉ còn hắn Vương Di Ngô một người. Nhất là Trọng Huyền Thắng đào thoát, không thể nghi ngờ tuyên cáo hắn chuyến này thất bại. Chương 32, thần thông có hy vọng. Tiến vào thông thiên tháp nháy mắt, mang theo trong người thương long chi giác liền một lần nữa tan thành ánh sáng trắng, đem Khương Vọng bao phủ. Bốn phía đã không người. Thông thiên tháp bên trong, mỗi người lại lần nữa đối mặt độc lập không gian. Khương Vọng đầu tiên nghĩ đến, tạm thời không cần cân nhắc Vương Di Ngô uy hiếp. Sau đó mới thư giãn tâm thần, chìm vào cái kia đại dương mênh mông phóng túng thế giới bên trong. Nhân thể có bốn biển. Cột sống vì thứ nhất biển. Đạo mạch nằm tại cột sống bên trong, uẩn dưỡng đạo nguyên, tích lũy tư lương. Tại đằng long trước đó, cùng biển cột sống thuộc về trùng điệp giao hòa trạng thái. Cho nên trên thực tế, này giai đoạn biển cột sống cũng có thể coi là thông thiên cung bản thân. Thông thiên cung chính là đạo mạch biệt xưng. Đợi đến đẩy ra cửa thiên địa, đạo mạch lập tức đằng long, lúc này rồng vào thứ hai biển, là vì biển thân thể. Nhân thể mênh mông vô ngần, biển thân thể bên trong ngũ phủ chìm nổi. Muốn lấy đạo mạch đằng long, đem biển thân thể thăm dò hoàn toàn, triệt để nắm giữ thân thể huyền bí. Mới có thể lần lượt gõ mở ngũ phủ, thăm dò nhân thể bí tàng. Mỗi một tòa nội phủ, đều là một cái rộng lớn thế giới. Cầm tới cái gì bí tàng, đều là tu sĩ thu hoạch. Mà mạnh nhất nội phủ bí tàng, bị mọi người xưng là thần thông. Lúc này tiến vào thông thiên tháp, mượn nhờ thương long chi giác lực lượng, còn chưa đằng long, đã trước vào biển. Trên thực tế mỗi cái siêu phàm tu sĩ đều có thăm dò, đến thần thông hạt giống khả năng. Chỉ là quá mức gian nan, cho nên vạn dặm không một.
Thông Thiên Tháp chính là viện trợ tu sĩ tiến hành vô số lần thăm dò, trước giờ nhường tu sĩ cảm thụ hái thần thông quá trình. Ra bí cảnh về sau sẽ quên thiên phủ bí cảnh bên trong sự tình, nhưng thần thông lại bị thân thể ghi nhớ. Đợi đến gõ đánh nội phủ thời điểm, liền tự nhiên hiển hiện. Thiên phủ bí cảnh có thể xem là hư thực giao nhau một giấc mộng. Kinh lịch có lẽ là giả dối, kết quả lại là thật. Thông thiên cảnh thông thiên, chỉ là siêu phàm tu sĩ tại cảnh giới này tiếp cận nhất cửa thiên địa. Thông thiên cung thông thiên, thì đại biểu nó gánh chịu lấy mỗi một vị tu sĩ thông thiên, tư lương, là siêu phàm căn bản. Mà thiên phủ bí cảnh bên trong cái này thông thiên tháp thông thiên, chỉ chính là một bước thông thiên. Thời gian tại thông thiên tháp bên trong mất đi đo lường ý nghĩa, mà đắm chìm trong biển thân thể, tại thứ nhất nội phủ bên trong, Khương Vọng cũng cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Chỉ là thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới thiên phủ bí cảnh chân quý. Tại vẫy vùng thần thông thế giới đồng thời, hắn mới hiểu được thiên phủ bí cảnh nguồn gốc. Toàn bộ thiên phủ bí cảnh, chính là một viên trọn vẹn thần thông hạt giống hoa trong gương, trăng trong nước. Năm đó thiên phủ lão nhân sớm đã thân tử đạo tiêu, mà hắn cái này một viên trọn vẹn không rãnh thần thông hạt giống lại không biết, vì sao bảo tồn lại, cùng hắn khi còn sống lưu lại thủ đoạn dung hợp lại cùng nhau, hình thành cúng diễn hóa thiên phủ bí cảnh. Hoa trong gương, trăng trong nước, đều là ảo ảnh trong mơ. Nhưng mà thiên phủ lão nhân hoa trong gương, trăng trong nước, phản chiếu nhưng là một cái thế giới khác. Ở đây kinh lịch hết thảy như thật như ảo, nhưng chết chính là thật chết rồi. Thăm dò qua thần thông, cũng biết bị thân thể nhớ kỹ, chờ đợi tỉnh lại. Thiên phủ bí cảnh bên trong hết thảy có 9 chuôi chìa khóa. Đáy nước 5 tòa long cung, cổ vũ tu sĩ cạnh tranh chém giết. Núi xa cùng rừng hoang bên trong, trừ tu sĩ cạnh tranh bên ngoài, còn biết tao ngộ thiên phủ bí cảnh bên trong nguy hiểm, cử tử nhất sinh. Mà sông nhỏ trước sau, đều muốn dùng một đời thời gian mới có thể đi đến cuối cùng, phân biệt đại biểu ra đời cùng chết già. Thiên phủ lão nhân lưu lại chỗ này bí cảnh, là vì tìm kiếm một cái mạnh nhất thiên tài, cướp được toàn bộ 9 chuôi chìa khóa, kế thừa hắn suốt đời sở học. Muốn thỏa mãn điều kiện này, thì mang ý nghĩa phải có 9 cái siêu mạnh thiên tài, đem thiên phủ bí cảnh bên trong 9 chuôi chìa khóa đều nắm bắt tới tay. Mà trong đó càng muốn có một thiên tài che đậy đương thời, duy nhất lĩnh phong tao. Mà hiển nhiên dù là Vương Di Ngô đánh vỡ núi xa, đạp núi mà tới thông thiên tháp, cũng không phải hắn muốn tìm người. Cũng không phải nói tu hành thế giới không lớn bằng lúc trước, không cách nào hiện ra thiên phủ lão nhân yêu cầu thiên tài. Trên thực tế dùng tuyệt đối thực lực mà nói, Vương Di Ngô đã đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ là thiên phủ lão nhân không ngờ đến chính là, theo tu hành phát triển, thời đại biến đổi. Hắn lưu lại thiên phủ bí cảnh mặc dù còn duy trì cường đại lực hấp dẫn, nhưng liền nó biểu hiện ra nguy hiểm cùng thu hoạch đến nói, đã không đủ để thu hút tất cả đỉnh cấp thiên tài. Hiện thế những cái kia đỉnh cấp các thiên tài, đã có càng nhiều tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn lựa chọn. Đừng nói ngàn dặm xa xôi bên ngoài quốc gia khác, liền Tây Quốc Vương Di Ngô, lần này nếu không phải bởi vì Trọng Huyền thắng, cũng không biết tới đây. Bởi vì hắn sớm đã dự định thần thông, căn bản không cần lại tới một lần. Thiên phủ bí cảnh, có lẽ sẽ thành một cái vĩnh viễn tiếc nuối. Lại có lẽ, đợi đến tu hành thế giới lần nữa có chất bay vọt. Bình thường tu sĩ thực lực cũng đủ có thể đi qua thiên phủ bí cảnh khảo nghiệm. Khi đó thiên phủ bí cảnh mới có thể chân chính bị người nắm giữ. Chỉ là đến lúc kia, chỉ sợ thiên phủ lão nhân truyền thừa liền sớm đã quá hạn. Nhưng ít ra tại giờ này ngày này, thiên phủ bí cảnh vẫn có thể được xưng là đỉnh cấp truyền thừa. Chỉ là bởi vì bí cảnh tính đặc thù, nhưng nó chân quý chỗ, không làm thế nhân biết rõ. Một cái thương long chi giác liền có thể viện trợ người tu hành, trước giờ khóa chặt một cái thần thông. Nếu là có người tụ tập nó 9 chuôi chìa khóa, vậy liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể thành tựu ngũ phủ thần thông, thành tựu thiên phủ. Đồng thời hắn ngũ đại thần thông, hay là tại 9 cái thần thông ở giữa làm lựa chọn, tuyển chọn tỉ mỉ. Dạng này người một khi trưởng thành đến nội phủ cảnh, vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Đương nhiên lúc này biết những thứ này cũng thôi là vô dụng, ra thiên phủ bí cảnh về sau lại sẽ quên. Có lẽ còn biết bản năng cho rằng nơi này rất chân quý, nhưng nhất định không nhớ rõ chân quý chi tiết. Lần này thiên phủ bí cảnh người thắng, thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn là thiếu 3 thanh chìa khóa. Duy nhất có cơ hội có thể tập hợp đủ 5 thanh chìa khóa trở lên, chỉ có Vương Di Ngô, nhưng hắn đã bị 5 người hợp lực ngăn cản. Đối với Trọng Huyền thắng đến nói, đây là tin tức tốt nhất. Hắn hoàn thành chính mình tức có mục đích, dự định thần thông nội phủ. Đồng thời ngăn cản một cái càng mạnh càng đáng sợ Vương Di Ngô. Cửa trăng quang ảnh lắc lư. Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Trọng Huyền thắng, Trương Vịnh, 5 người xuất hiện tại Mãn Nguyệt Đàm bên ngoài. Lúc này bọn họ đều đã quên đi thiên phủ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, thế nhưng đều biết chính mình trở thành người thắng. Trọng Huyền thắng vừa lòng thỏa ý, Hứa Tượng Càn thi hứng đại phát, Lý Long Xuyên mỉm cười, Khương Vọng không quan tâm hơn thua. Trương Vịnh,
tại nhất quán nhát gan mềm yếu bên trong, lại có một tia tự tin kiên cường. Cái này rất hợp lý, trở thành thiên phủ bí cảnh người thắng, thành công dự định thần thông nội phủ vị trí, bất kỳ người nào đều có thể tìm về một chút tự tin. Tại bọn họ trước đó ra tới chỉ có hai người, Liêm Tước cùng Thập Tứ. Dựa theo năm trước lệ cũ, bọn họ đều là bảo toàn tính mệnh người bị đào thải. Khương Vọng vừa ra tới, Liêm Tước ánh mắt liền ném đến trên người hắn. Ta bản mệnh bài ở trên thân thể ngươi. A, Khương Vọng nhìn xem chương này đột nhiên xích lại gần mặt xấu, chính là sững sờ. Thiên phủ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, không ai còn nhớ rõ. Nhưng hắn móc móc trên thân, hoàn toàn chính xác có một cái màu mực hình vuông thẻ kim loại. Móc ra cái này miếng thẻ kim loại đồng thời, Khương Vọng nghe được có người phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, hiển nhiên việc này vật phi thường chân quý. Liêm Tước nhìn chăm chú lên cái này miếng thẻ kim loại nói, đây là ta bản mệnh bài, đối với ta rất trọng yếu. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đem nó giao ra. Trừ phi tại thiên phủ bí cảnh bên trong, ta hứa hẹn qua ngươi cái gì? Đem bản mệnh bài trả lại cho ta đi. Liêm Tước nói, ta có thể tự thân vì ngươi rèn đúc một thanh binh khí. Khương Vọng đang muốn nói chuyện, Trọng Huyền Thắng một cái đè lại tay của hắn. Cũng không để ý Liêm Tước sắc mặt, trực tiếp đối với Khương Vọng nói, Khương huynh đệ, ngươi cần phải biết thứ này giá trị. Bản mệnh bài tại trên tay ngươi, mang ý nghĩa Liêm Tước sinh tử nằm trong tay ngươi. Cần biết Xích Dương quận Liêm Thị, chính là đại tề thứ nhất đúc binh sư thế gia, Liêm Tước lại là Liêm Thị thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Cái này miếng bản mệnh bài giá trị, cũng không phải một thanh binh khí đơn giản như vậy, không nói trước Liêm Tước thân phận đại biểu giá trị. Vẻn vẹn cầm cái này miếng bản mệnh bài, chẳng khác nào nhiều một cái có thể liên tục không ngừng sản xuất binh khí đúc binh sư, nó giá trị đương nhiên không chỉ một thanh. Ở trong đó quyền lựa chọn hoành điều rất đơn giản. Liêm Tước cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vọng. Hắn mặc dù không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng đưa ra bản mệnh bài chỉ có thể là chính hắn lựa chọn. Chỉ cần là lựa chọn của hắn, hắn liền tự mình tiếp nhận. Trọng Huyền Thắng lại nói, huynh đệ, ngươi cần phải muốn cẩn thận mới quyết định. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng Liêm Thị áp lực. Khương Vọng cười cười, tiến lên một bước, đem cái này miếng bản mệnh bài phóng tới Liêm Tước trên tay. Ngươi đã tại thiên phủ bí cảnh bên trong lựa chọn tin tưởng ta, vậy đã nói rõ ta là một cái đáng giá tin tưởng người. Chương 33, bên thắng. Liêm Tước nghiêm túc cất kỹ bản mệnh bài, cũng không có cái gì những lời khác, chỉ là hỏi, ngươi dùng binh khí gì? Khương Vọng cũng không biết tại thiên phủ bí cảnh bên trong làm sao đánh rơi trường kiếm, vừa vặn trên tay trống trơn. Huống hồ Xích Dương quận Liêm Thị nghe tới đúc binh liền rất lợi hại. Thế là cũng không nhăn nhó, nói thẳng, kiếm. Liêm Tước gật gật đầu, ta về trước đi chuẩn bị vật liệu. Chờ ngươi có thời gian, tùy thời đến Nam Diêu Thành, ta vì ngươi đúc kiếm. Dứt lời, hắn quay người liền đi, dứt khoát đến cực điểm. Kỳ thật tại vừa ra thiên phủ bí cảnh lúc hắn liền có thể đi, chỉ là ý thức được chính mình bản mệnh bài không gặp, cho nên mới tại Mãn Nguyệt Đàm bên cạnh chờ đợi. Liêm Tước chân trước vừa đi. Vương Di Ngô chân sau liền từ cửa trăng bên trong đạp sắp xuất hiện tới. Trên thực tế hiện trường đại bộ phận còn không có rời sân người, đều là đang chờ hắn tin tức. Tính đến Liêm Tước cùng Thập Tứ, lần này tham dự thiên phủ bí cảnh 50 người bên trong, sống sót 8 người, có người vui vẻ có người sầu. Cái kia cửa trăng một lần nữa rơi nước đọng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, chỉ là Mãn Nguyệt Đàm mặt nước, lại chiếu không sang thắng ảnh. Vương Di Ngô bước ra cửa trăng, trực tiếp đi đến Trọng Huyền Thắng trước mặt, ngươi rất may mắn. Ngươi cũng thế. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói, không phải làm sao lại giống như ta cướp được thần thông cơ duyên đâu. Khương Vọng ở một bên nghe ngữ khí của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, tiếu lý tàng đao. Trọng Huyền Thắng có lẽ trên chiến đấu đánh không lại Vương Di Ngô, nhưng ở đánh võ mồm bên trên, ngược lại là không hề nghi ngờ có nghiền ép xu thế. Vương Di Ngô ánh mắt rời chuyển, từ Khương Vọng. Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn trên thân từng cái đảo qua. Các ngươi thật tốt. Ta ghi nhớ. Về phần chỉ biểu hiện ra ngoài Chu Thiên cảnh tu vi Trương Vịnh, thì bị hắn xem nhẹ. Trên thực tế Trương Vịnh thành công, nhưng rất nhiều người đối với thiên phủ bí cảnh tính nguy hiểm có mới suy nghĩ. Cho rằng có lẽ tại cái này bí cảnh bên trong, vận khí so thực lực quan trọng hơn. Hứa Tượng Càn không nghĩ ra, ngươi có bệnh liền đi Đông Vương Cốc chữa bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bản thân hắn xuất thân Thanh Nhai Thư Viện. Cũng không phải tề quốc người, căn bản không sợ Vương Di Ngô. Đối với hắn cũng sau lưng đại tề quân thần khuyết thiếu kính sợ. Hắn là cảm thấy, Trọng Huyền Thắng lúc này không đứng ra giải thích một phen, quả thực có lỗi với hắn khẩu tài, mặc dù mọi người đều không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không phải chúng ta bốn cái tại thiên phủ bí cảnh bên trong liên thủ, ta tuyệt không có khả năng ở trước mặt hắn giành được đến cơ duyên. Thậm chí, không thể nào còn sống ra tới. Mặc dù Vương Di Ngô hoàn toàn chính xác có ý tứ này, nhưng có mấy lời không nói ra miệng còn có thể duy trì bình thản,
nói ra liền khó tránh khỏi dẫn phát mâu thuẫn. Bởi vì có chút tu sĩ không hề chỉ đại biểu chính mình, trình độ nào đó còn đại biểu phía sau gia tộc mặt mũi. Lý Long Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, Vương Di Ngô, ngươi quá cuồng vọng. Vương Di Ngô cũng không giải thích, hắn vốn chính là ý tứ kia. Những người này một chút bất mãn, cũng không có gì gánh không dưới. Hắn chỉ là đối với Trọng Huyền Thắng nói, Trọng Huyền Thắng, người tốt nhất thấy tốt thì lấy. Cần biết, kỳ thật thần thông nội phủ, cũng không tính là gì. Vương Huynh, ngươi đã là lần thứ hai khuyên ta. Tổng như thế tốn công vô ích cũng không phải chút chuyện. Trọng Huyền Thắng y nguyên cười tủm tỉm, mặt tràn đầy vẻ hiền lành, không phải ngươi trở về thử khuyên ta huynh trưởng một lần. Có thể hắn có thể nghe ngươi. Trọng Huyền Thắng trong miệng huynh trưởng, tự nhiên chính là Trọng Huyền Tuân. Vương Di Ngô không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hắn ý thức được, hoặc là hắn một quyền có thể oanh bạo cái tên mập mạp này 10 lần, nhưng mồm mép bên trên hắn vĩnh viễn không thể nào là đối thủ. Nhưng đối phương là Trọng Huyền gia đích mạch con cháu, không phải là hắn muốn oanh bạo liền có thể oanh bạo. Vương Di Ngô vừa đi, Trọng Huyền Thắng lập tức thuận gậy tre trèo lên trên, đối với mấy người chắp tay nói, cảm tạ chư vị tại thiên phủ bí cảnh bên trong hỗ trợ. Tựa hồ hoàn toàn quên chính mình khi tiến vào thiên phủ bí cảnh trước đó, là như thế nào cảnh giác Lý Long Xuyên. Hắn liền so Vương Di Ngô bận tâm ân tình được nhiều, liền Trương Vịnh cũng không có sót xuống cảm tạ. Ai cũng không biết thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng lôi kéo mấy người bằng hữu tổng không sai. Nhất là những thứ này bằng hữu đều đã thần thông có hy vọng. Lý Long Xuyên cũng không muốn can thiệp Trọng Huyền gia nội bộ quyền lực đấu tranh, nghe tiếng chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Trương Vịnh tựa hồ 10 phần nội liễm, không quá thích ứng loại tràng diện này, chỉ là ấy ấy nói, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì a? Nói không chừng toàn bộ nhờ các ngươi viện trợ. Dễ nói, Hứa Tượng Càn cũng căn bản không biết mình giúp không có hỗ trợ, thế nhưng hắn chẳng biết xấu hổ. Dù sao cảm tạ, khích lệ, ca ngợi, chỉ cần có, hắn liền thu. Khương Vọng cũng tại bên cạnh, cũng không nói chuyện. Nhưng hắn biết mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong tất nhiên xuất thủ, bởi vì kiếm của hắn đã không tại. Bôn ba thiên sơn kiếm của hắn đều chưa từng rời tay, tại thiên phủ bí cảnh bên trong càng thêm sẽ không. Trải qua đi vạn dặm ngộ ra ba thức hình thức ban đầu. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chi kiếm, núi non sông ngòi chi kiếm, biển người mênh mông chi kiếm. Chỉ ở ra kiếm một khắc này mới viên mãn. Đây là hắn hiện nay lớn nhất át chủ bài. Chỉ tiếc thân thể ký ức cũng đều bị xóa đi, hắn hiện tại không biết mình ra chính là cái kia một kiếm. Thiên phủ bí cảnh đã chào cảm ơn, đám người tùy ý tán gẫu vài câu, liền ai đi đường đấy. Thiên phủ bí cảnh 12 năm một lần thịnh hội, đến nay tan cuộc. Trọng Huyền Thắng quay đầu nhìn một chút, thập tứ, về. Đỉnh nón trụ quang giáp thập tứ liền yên lặng cùng sau lưng hắn. Khương Vọng đi ở bên cạnh, hắn từ đến không có nghe được thập tứ nói câu nào, nhưng không hiểu liền cảm giác hai người này khí chàng 10 phần hài hòa. Chúng ta là từ nhỏ cùng một chỗ mặc tã lớn lên. Chú ý tới Khương Vọng ánh mắt, Trọng Huyền Thắng cười ha hả nói. Khó trách hắn cũng không có đem thập tứ làm tử sĩ nhìn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai đồng bạn, một cái thành danh môn thế gia quý công tử. Một cái thành thiếp thân tử sĩ, khó tránh khỏi sẽ để cho người than thở vận mệnh, nhưng ai nói vận mệnh chẳng phải như thế đâu. Đi ra Mãn Nguyệt Đàm, ngoài ý muốn nhìn xem Trương Vịnh bị một đám người vây quanh nói chuyện, rất là luống cuống tay chân. Trọng Huyền Thắng cười cười, giải thích nói, đoạt nhân tài đâu. Cứ việc trước đó Vương Di Ngô nói thần thông nội phủ cũng không tính là gì, hoặc là thật sự là hắn là có cuồng vọng như vậy tư cách. Nhưng kỳ thật một cái tương lai thần thông nội phủ cường giả, đủ để dẫn tới thế lực khắp nơi cướp đoạt. Sở dĩ tất cả mọi người vây quanh Trương Vịnh, không phải là đối cái khác người không có hứng thú, mà là có tự mình hiểu lấy. Hứa Tượng Càn là Thanh Nhai thư viện người, Lý Long Xuyên xuất thân Thạch Môn Lý Thị, Vương Di Ngô là quân thần đệ tử. Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền gia đệ tử, Khương Vọng vốn là hắn mời ngoại viện, tự nhiên cũng ngầm thừa nhận thuộc về Trọng Huyền gia. Bọn họ đều không thể nào tranh đến. Chỉ có Trương Vịnh, mặc dù tổ tiên cũng coi như hiển hách, nhưng dù sao Phượng Tiên Trương xuống dốc đã lâu, còn có rất lớn tranh thủ cơ hội. Nhìn xem một thân tay chân luống cuống bộ dáng, Khương Vọng hô, Trương Vịnh, còn đang chờ chúng ta đâu. Trọng Huyền Thắng là cái nhân tinh, lập tức liền phối hợp mà tiến lên ôm lấy Trương Vịnh bả vai, nói để ngươi liền tại bên trong chờ, ngươi phải ra tới chờ. Đi nhanh lên, quay đầu thịt rượu đều lạnh. Trương Vịnh cũng liền ngơ ngác lăng lăng bị bọn họ giải cứu ra đám người. Tại Thiên Phủ Thành trên đường phố đi một hồi, Trương Vịnh nhăn nhăn nhó nhó nói, cái kia, ta, không muốn gia nhập gia tộc khác. Lời còn chưa dứt. Hắn trước cúi đầu, rất là xin lỗi bộ dáng. Trọng Huyền Thắng cười ha ha, đại khái chính hắn quá không muốn mặt, cho nên rất thích muốn mặt người. Chúng ta thế nhưng là thiên phủ bí cảnh bên trong thân mật chiến hữu, chẳng lẽ liền chỉ biết tồn tại mời chào quan hệ sao? Không, ta không phải là ý tứ này. Là được, ta liền không lưu người uống rượu.
Trọng Huyền Thắng chạm đến là thôi, vỗ vỗ Trương Vịnh bả vai, ngươi nhanh đi về đi. Quê quán người khẳng định đều chờ đợi ngươi áo gấm về quê đâu. Trương Vịnh còn tại chi kia nói quanh co ta. Khương Vọng danh mãnh nói, đi nhanh lên, không phải đám người kia lại nên tới kéo ngươi. Trương Vịnh nghe xong lời ấy, cáo biệt nói cũng không đoái hoài tới nói, nhanh như chớp chạy. Chính là bởi vì trên thế giới này không muốn mặt quá nhiều người, có đôi khi ngại ngùng hướng nội người, ngược lại sẽ có vẻ phi thường đáng yêu. Chỉ là không biết vì cái gì, nhìn xem Trương Vịnh bóng lưng, Khương Vọng bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Lại tìm không thấy cảm giác kia đến từ nơi đâu. Chương 34, Cố Nhân. Nơi nào đó rừng sâu núi thẳm. Một chỗ nhân tạo giữa đất trống. Triệu Nhữ Thành cúi đầu ngồi dưới đất. Nếu là ngày trước tại Phong Lâm Thành người quen, tất nhiên rất khó nhận ra lúc này Triệu Nhữ Thành tới. Bởi vì hắn tóc dài tán loạn, áo bò bẩn phá, thậm chí cứ như vậy trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đối với luôn luôn giảng cứu quen, ăn ở đều 10 phần bắt bẻ Triệu Nhữ Thành đến nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này hắn cứ như vậy lôi thôi lếch thếch ngồi, xem ra cùng bình thường kẻ lang thang cũng không có gì khác biệt. Đặng Thúc liền đứng ở trước mặt hắn, thanh âm y nguyên ôn hòa, chỉ là mang theo nghi vấn, người thật nghĩ kỹ rồi. Không cần lại nghĩ. Triệu Nhữ Thành ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Bẩn thỉu y nguyên khó nén tuấn mỹ. Chỉ là trên mặt của hắn, không gặp lại ngày xưa vui cười nhẹ nhõm. Ngược lại nghiêm túc đến gần như lạnh lùng. Kỳ thật, dĩ vãng ngươi cam tâm lãng phí thiên phú, cam nguyện sống uổng thời gian, ta là ngầm đồng ý. Không chỉ là bởi vì ta không muốn can thiệp quyết định của ngươi, càng là bởi vì... Đặng Thúc thở dài một hơi, cái này đáng sợ thế giới a, ngươi càng mạnh, ngươi gặp phải nguy hiểm cũng liền càng mạnh. Lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi biết gặp được liền ta cũng vô pháp giải quyết nguy hiểm. Tựa như lần này Phong Lâm Thành. Triệu Nhữ Thành tiếp nhận lời đầu của hắn. Ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng mà chính là thời khắc này ý kiềm chế bình tĩnh, ngược lại thể hiện trong lòng của hắn thống khổ. Cho nên, hắn nói như vậy, chỉ cần mạnh lên liền có thể. Chỉ cần vĩnh viễn so nguy hiểm càng mạnh liền có thể. Đặng Thúc nhất thời trầm mặc. Triệu Nhữ Thành tiếp tục nói, trước kia ta luôn cảm thấy, cố gắng có ý nghĩa gì. Dù sao lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Không bằng được ngày nào hay ngày ấy, có thể là một ngày là một ngày. Thiên hạ như thế lớn, một đời ngắn như vậy, đi tới, cũng không cần đi. Khổ cực như vậy, không cần thiết. Mỗi lần nhìn thấy Lăng Hà, Khương Vọng bọn họ liều mạng đồng dạng tu luyện, ta đều muốn cười. Nhưng luôn luôn cười, con mắt liền ẩm ướt, ta ngay từ đầu không rõ tại sao mình lại rơi lệ. Về sau ta nghĩ rõ ràng, ta không phải là muốn cười bọn họ, ta là ao ước bọn họ. Ta ao ước bọn họ, không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì. Ta ao ước bọn họ, có thể kiên định hướng phía trước. Ta ao ước bọn họ có hy vọng, có phương hướng, có tương lai. Cho nên cố gắng là một kiện chuyện hạnh phúc. Lại thế nào vất vả, cũng là ngọt. Ta từ ra đời ngày đó trở đi. Liền không có hy vọng, không có phương hướng, không có tương lai. Ta đứng ở càng cao, nhìn thấy liền vượt tối. Cho nên ta ao ước bọn họ. Ta cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Bọn họ thực tình đợi ta cũng thực tình đợi bọn hắn. Ta chế giễu bọn họ, lại chờ mong bọn họ. Ta trên người bọn hắn nhìn thấy cuộc đời khác nhau. Nhưng là bây giờ. Triệu Nhữ Thành dừng một chút, nói, bọn họ những cái kia hy vọng, phương hướng, tương lai, tất cả đều bị chặt đứt. Mà ta lúc đầu có cơ hội ngăn cản đây hết thảy. Nếu như ta chưa từng phí tuổi tác, nếu như ta chưa từng sống uổng thời gian, có lẽ ta mãi mãi cũng không thể cứu vớt chính ta. Thế nhưng có mấy cái như vậy nháy mắt, ta hoặc là có thể cứu vớt ta chân chính quan tâm người. Ta hiện tại, muốn vì mấy cái như vậy nháy mắt mà cố gắng. Triệu Nhữ Thành nói xong, từ tư thế ngồi điều chỉnh làm tư thế quỳ, quy củ quỳ gối tại Đặng Thúc trước mặt. Đặng Thúc trầm mặc nhìn xem, không có đưa tay đi cản. Triệu Nhữ Thành đoan đoan chính chính quỳ tốt, nghiêm túc nói, ta biết ngài rất mạnh. Trước kia ta không quan tâm những thứ này. Thế nhưng hiện tại, xin cho ta nhìn thấy, ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mời dùng tất cả ngài có thể tưởng tượng ra được phương pháp rèn luyện ta. Xin cho ta nhìn thấy, cái kia một ngón tay đoạn sông gãy núi. Mời chờ mong cố gắng của ta. Hắn thấp xuống tới, hai tay đặt ngang ở hai bên, đem cái trán dán tại trên mặt đất. Đặng Thúc trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Mới lên tiếng, được. Trọng Huyền Thắng tại Thiên Phủ Thành tư nhân trong trạch viện. Lấy thân phận của Trọng Huyền Thắng, tư nhân sản nghiệp tất nhiên là không ít, nhưng đổi lại dĩ vãng, hắn là không thể nào tại tất đất tất vàng Thiên Phủ Thành có được tư trạch. Thiên Phủ bí cảnh tiếp tục nhiều năm như vậy, nơi này hết thảy sản nghiệp sớm đã bị chia cắt sạch sẽ. Cho nên ban sơ cùng Khương Vọng lúc gặp mặt, còn chỉ có thể lựa chọn ở gia tộc Tửu Lâu Thiết Yến, mới có thể phát sinh cái kia Trọng Huyền Tín, tại nửa đường xông vào gian phòng đến sự tình. Bây giờ Trọng Huyền Tín nếu dám chưa bẩm báo tự tiện xông vào chỗ này tư trạch,
Trọng Huyền Thắng liền dám tại chỗ giết hắn. Từ Thiên Phủ bí cảnh sau khi ra ngoài trước tiên, chỗ này tòa nhà liền chuyển tới Trọng Huyền Thắng danh nghĩa. Đây chỉ là Trọng Huyền Thắng, thu hoạch chỗ tốt to lớn bên trong không có ý nghĩa một bộ phận. Trọng Huyền Thị là một cái cực lớn to lớn thế gia, nó tộc địa quy mô có thể so với một quận. Phần lớn là môn khách, nô bộc, tộc vệ, chân chính thuộc về Trọng Huyền gia đích mạch tộc nhân cũng không nhiều. Mà dạng này một cái gia tộc người thừa kế tương lai, không thể nghi ngờ là toàn bộ Tề quốc tương lai thôi nhất đùi một trong. Không có người nào là đồ đần, muốn trước giờ đầu tư người tuyệt sẽ không ít. Nhưng Trọng Huyền Tuân xem như không có chút nào tranh cãi người thừa kế hợp pháp thứ nhất, bên cạnh hắn một cái củ cải một cái hố, sớm đã bị chen lấn tràn đầy. Đầu tư hắn chi phí, đã sớm cao làm cho người khác run chân. Hoành không xuất thế Trọng Huyền Thắng, thỏa mãn tất cả đặt cược kỳ vọng. Xem như bây giờ Trọng Huyền ra một cái duy nhất cùng Trọng Huyền Tuân, cạnh tranh quyền kế thừa đích mạch công tử, Trọng Huyền Thắng lúc đầu nên đạt được càng nhiều tài nguyên nghiêng. Làm sao Trọng Huyền Tuân thực tế quá mức lóa mắt, mọi người tại Trọng Huyền Thắng trên thân căn bản không nhìn thấy thành công khả năng. Đặt cược tiền đề là ở chỗ có cháy lại khả năng, mà không phải cầm tài nguyên đổ xuống sông xuống biển. Trọng Huyền ra như thế lớn một tảng mỡ dày, tại Trọng Huyền Thắng trước đó đương nhiên sẽ không có khác người cạnh tranh. Những người kia thiên phú tài tình đều có hết sức xuất sắc, nhưng đều tại Trọng Huyền Tuân trước mặt lu mờ ảm đạm, nhẹ nhõm liền bị hắn quét xác bị loại. Trên thực tế nếu không phải Trọng Huyền ra những người nắm quyền, bởi vì một chút không tiện nói rõ lý do cần gõ Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng cũng căn bản không có trổ hết tài năng khả năng. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới có thể bắt buộc mạo hiểm, thông qua đổi thành đã có tài nguyên, lấy được Trọng Huyền ra thăm dò thiên phủ bí cảnh quyền chủ đạo. Hắn thậm chí cần thông qua thái hư huyễn cảnh, mời ngoài vạn dặm Khương Vọng. Bởi vì trong gia tộc người, trừ bên người thập tứ, hắn thực tế không dám tín nhiệm. Nếu như Khương Vọng không xuất hiện, hắn thà rằng trống không danh sách kia. Liền giống với cái kia Trọng Huyền Tín, mở miệng một tiếng thắng ca, mở miệng một tiếng người nhà tộc nhân. Chỉ cần hắn dám mang Trọng Huyền Tín vào thiên phủ bí cảnh, cái thứ nhất đâm hắn chính là Trọng Huyền Tín. Cái gì tâm ma chú loại hình thủ đoạn hoàn toàn sẽ không có dùng. Bởi vì phàm là hắn Trọng Huyền Thắng có thể dùng đến cùng loại thủ đoạn, Trọng Huyền Tuân cũng tất nhiên toàn bộ rõ ràng, thậm chí, toàn bộ có thể phá giải. Mà sở dĩ Trọng Huyền Thắng coi trọng như vậy chuyện này, thậm chí Trọng Huyền Tuân bên kia, liền Vương Di Ngô đều tự thân xuất mã. Thực tế là thiên phủ bí cảnh, chính là Trọng Huyền Thắng được ăn cả ngã về không đánh cược. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như chết tại thiên phủ bí cảnh bên trong, vậy liền không có gì để nói nhiều. Cho dù không chết, bị đào thải, thế nhưng còn sống ra tới. Cái kia cũng vạn sự đều yên. Trọng Huyền ra sau này sẽ là Trọng Huyền Tuân, hắn rốt cuộc đừng nghĩ. Nhưng mà hắn còn sống, hắn thành vì thiên phủ bí cảnh bên thắng, dự định tương lai thần thông nội phủ. Hắn đánh cược liền đã thành công. Không cần nói Vương Di Ngô, đối với thần thông nội phủ biểu hiện được cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Hắn đều không thể phủ nhận, từ thiên phủ bí cảnh ra tới một khắc kia trở đi, Trọng Huyền Thắng liền chân chính có cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh tư cách. Kế tiếp một đoạn thời gian, liền đem là Trọng Huyền Thắng cao tốc phát triển thời kỳ. Tất cả trước đó ngắm nhìn, chờ đợi, những cái kia vốn nên thuộc về Trọng Huyền Tuân người cạnh tranh tài nguyên, toàn bộ đều biết chen chúc mà tới. Trọng Huyền Thắng duy nhất cần cân nhắc sự tình, chính là làm sao tiêu hóa chúng. Rắn nuốt voi, nuốt không nổi liền nghẹn chết. Nuốt vào liền thành mãng. Chương 35, trước kia. Khương Vọng rất là bất đắc dĩ. Từ vào trạch viện bắt đầu, Trọng Huyền Thắng nắm bắt tay của hắn liền không có buông lỏng. Đương nhiên, chiêu hiền đãi sĩ, thân mật vô gian, những thứ này đều không có vấn đề gì. Trọng Huyền Thắng không thể không làm này biểu thị, dù là hắn cùng Khương Vọng đã như thế hữu hảo, lén lút tiếp xúc Khương Vọng người cũng không biết ít. Mà một khi hắn cùng Khương Vọng biểu hiện được thoáng xa cách, đào chân tường người đại khái có thể xếp hàng xếp tới thiên phủ thành bên ngoài đi. Cái này thế nhưng là một cái tương lai thần thông nội phủ. Thả các thiên hạ, thần thông nội phủ cũng coi như được hoàn toàn xứng đáng cường giả, một phương hào kiệt. Hắn Trọng Huyền Thắng nhất định phải bỏ đi những người kia ý nghĩ xấu xa. Thậm chí không ngại bọn họ có bẩn thỉu hiểu lầm. Cho nên hắn bắt Khương Vọng tay tóm đến càng chặt. Muốn làm sao hiểu lầm liền làm sao hiểu lầm đi. Lão Khương A, người giúp ta đại ân. Vào thiên phủ bí cảnh trước đó chúng ta cũng đã nói, thất bại chúng ta liền vạn sự đều yên, cái gì đều đừng đề cập. Thành công chúng ta nhất định trắng trợn khánh công, có phúc cùng hưởng. Trọng Huyền Thắng nước miếng văng tung tóe, công pháp bí thuật, tiền hàng mỹ nhân. Ngươi có cái gì muốn, cứ mở miệng. Trước tiên đem tay của ta buông ra. Ha ha ha. Trọng Huyền Thắng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, kiên trì đem Khương Vọng kéo đến trong bữa tiệc ngồi xuống, mới buông hắn ra nói, trước đó vì chuẩn bị thiên phủ bí cảnh, cả ngày nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Chưa kịp thật tốt chiêu đãi, đến, thử một chút ta đại tề mỹ thực. Lúc này đầy viện bị thương, đèn đuốc sáng trưng,
một mảnh sum suê cảnh sắc. Nhưng mà nếu có thể chú ý tới ngoài cửa thập tứ, ngưng trọng im miệng không nói ánh mắt, có lẽ mới có thể chân chính trải nghiệm Trọng Huyền Thắng nói tới như dẫm trên băng mỏng, bốn chữ. Làm sao biết hôm nay liệt hỏa hừ dầu, không phải là ngày mai thưa thớt hoa cúc đâu. Trên bàn đồ ăn cũng không nhiều, nhưng đều có tinh xảo, đặc biệt phong vị, trong đó Khương Vọng thích nhất chính là ngũ vị mứt, mùi vị thật tốt, canh loãng cái gì tươi. Nghe nói chế tác món ăn này canh loãng, cần phân biệt chùy nát dê bò xương, chín nấu lấy nước, lao đi bọt, ngừng làm trong, cuối cùng mới vào món ăn bên trong. Về phần Tề Nhân có chút thiên vị trà đồ ăn, Khương Vọng cũng không phải rất quen thuộc. Cái gọi là trà đồ ăn, tức lấy trà vào đồ ăn, rất có nhã ý, chỉ là khó tránh khỏi lau không đi chát vị. Hắn nghĩ, quá khổ, An An nhất định sẽ không thích. Qua ba lần rượu, Trọng Huyền Thắng vừa cũ nói nhắc lại. Bất quá ước chừng là uống rượu nguyên nhân, lúc này nói chuyện, liền lộ ra thành khẩn nhiều, ít cái kia phần quá tận lực dầu mỡ. Ngươi vạn dặm xa xôi đến Tề Quốc giúp ta, vào thiên phủ bí cảnh trước đó ta lại còn muốn cầu ngươi tại bên trên tâm ma chú, lập thệ. Huynh đệ à, việc này là ta làm được không chính cống. Thế nhưng thiên phủ bí cảnh với ta mà nói quá trọng yếu. Ta thực tế không còn dám bốc lên một điểm phong hiểm a. Hắn nói xong, liền hướng Khương Vọng bên cạnh góp, Khương huynh đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, cũng tốt nhường ta bày tỏ một chút. Không phải ta cái này trong lòng, quả thực băn khoăn. Khương Vọng lắc đầu, cảm tạ không cần lại nói, thần thông nội phủ bản thân đã là ta thù lao. Ngươi tuyệt không thua thiệt ta cái gì. Trên bàn chỉ có Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng hai người dùng yến, thập tứ như pho tượng đứng ở trước cửa, không nói một lời. Thời thời khắc khắc hất lên giáp trụ, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Nếu để Trọng Huyền Thắng nói đáy lòng lời nói, Trọng Huyền Tuân hoặc là có buông lòng thậm chí phóng túng tư cách, hắn Trọng Huyền Thắng lại nơi nào có tư cách trắng trợn khánh công, đâu. Bây giờ chẳng qua là miễn cưỡng có đứng tại Trọng Huyền Tuân trước mặt tư cách. Hiện tại thậm chí về sau một đoạn thời gian biểu hiện đủ loại phô trương, đều chỉ là không thể không vì cái gì tạo thế thôi. Hắn nhất định phải biểu hiện mình lòng tin, không phải không cách nào thắng được người khác tin tưởng. Trọng Huyền gia bực này gia tộc quyền kế thừa chi tranh, trình độ kịch liệt không thua gì tiểu quốc. Khương huynh đệ, ta không nói hư. Ta hiện tại xem như mở ra cục diện, nhưng thế cục vẫn gian nan. Thủ hạ ta không có mấy cái có thể tin, phi thường thiếu người. Nhất là thiếu ngươi dạng này nhân tài. Hy vọng ngươi có thể hạ mình làm ta môn khách, giúp ta một tay. Ngươi nói ngươi muốn du lịch thiên hạ, mà luyện tu vi. Thế nhưng tại Trọng Huyền gia, ngươi đứng tại ta bên này, có thể gặp được càng nhiều, càng kịch liệt khiêu chiến. Không cần nói Trọng Huyền Tuân hay là Vương Di Ngô, kia cũng là nhất đẳng thiên tài. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ, đâu còn cần khắp thế giới ma luyện. Mà lại ta nhất định đầy đủ bảo hộ ngươi tu hành tài nguyên. Mập mạp này khẩu tài cao minh, sửng sốt đem chuyện xấu nói thành chuyện tốt, đem nguy hiểm nói thành ma luyện. Nhưng kỳ thật đối với Khương Vọng mà nói, tựa hồ cũng không gì không thể. Thấy Khương Vọng còn tại trầm ngâm, Trọng Huyền Thắng lại nói, trước ngươi cũng đã nói, quê quán ra một chút sự tình, tạm thời không muốn trở về. Ngươi không tiện nói, ta cũng không có hỏi là chuyện gì. Mặc dù trên danh nghĩa là môn khách, nhưng trên thực tế ta lấy ngươi làm bằng hữu. Nếu có một ngày, ngươi cần ta viện trợ, không cần nói ngàn dặm vạn dặm, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Trước đó giúp Trọng Huyền Thắng thăm dò thiên phủ bí cảnh, có thể nói là minh mã thực giá do dịch. Nếu như hắn hiện tại thoát thân liền đi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trọng Huyền Tuân bên kia cũng không biết bắt hắn thế nào, nhưng hắn một khi trở thành Trọng Huyền Thắng môn khách, chân chính tham dự Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh bên trong, không hề nghi ngờ liền quấy vào Tề Quốc hung hiểm nhất một đoàn vòng xoáy bên trong. Phong hiểm là không thể nghi ngờ lớn, nhưng thu hoạch cũng phi thường có thể nhìn. Đầu tiên trước mắt có thể thấy được, chính là thuộc về Trọng Huyền Thắng bản nhân tài nguyên nâng đỡ. Khương Vọng hiện tại một nghèo hai trắng, tức không sư môn, lại không chỗ dựa. Độc hành thiên hạ, đơn giản một người một kiếm, một cái thái hư huyễn cảnh mà thôi. Hắn cần tài nguyên. Tiếp theo, hắn cần thế lực. Không cần nói là đối mặt Bạch Cốt Đạo hay là đối mặt Trang Đình, trừ phi hắn có thể một bước lên trời, nhất phu đương quốc, nếu không dựa vào chính hắn, vĩnh viễn báo thù vô vọng. Hắn nếu có thể giúp Trọng Huyền Thắng đoạt được Trọng Huyền gia người thừa kế vị trí, đến lúc đó Trọng Huyền Thắng nắm giữ lực lượng cũng đều có thể vì hắn sử dụng. Đương nhiên đây là khó khăn nhất đạt tới mục tiêu, nhưng cũng là nhất làm cho hắn động tâm địa phương. Vừa nghĩ đến đây, Khương Vọng không còn cân nhắc, nói thẳng nói, ta đến Tề Quốc cũng là bởi vì tin tưởng ngươi. Ta hôm nay giúp ngươi, ngày khác cầu đến ngươi trên cửa, ngươi cũng chớ có chối từ. Nhưng có sở cầu, tất có chỗ ứng. Trọng Huyền Thắng xúc động hứa hẹn. Chén rượu va vào nhau, đều là tuổi trẻ thanh âm. Trần Quốc, Vô Hồi Cốc bên trong. Nước suối róc rách, chó vàng nhàn nằm, gà con mổ thóc. Mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân bay xuống suối phía trước, tiện tay đem một người vung ở phòng nhỏ phía trước, tùy ý giống ném một đống đồ bỏ đi.
trong miệng hô, lão đầu, lão đầu. Trong nhà gỗ nháy mắt vang lên một cái già nua tiếng gầm gừ, thế mà trung khí mười phần, kêu người nào lão đầu đâu, không biết lớn nhỏ không có phân tắc. Lão đại người ta phong nhã hào hoa. Nữ nhân nhịn không được lầm bầm một tiếng, mẹ nó, như thế nghe được rõ ràng. Người lại nghênh đón tiếp lấy, lớn tiếng nói, lúc trước ngài nhất định phải cùng Bạch Cốt Đạo hợp tác. Hiện tại Bạch Cốt Đạo đều không có, Âu Dương Liệt ngay cả đốt xương đều không thừa. Ta tìm ai đi? Lão nhân lề mề một hồi, mới đi ra khỏi nhà gỗ, chầm chập ngáp một cái, mới nói, cái gì Bạch Cốt Đạo? Nữ nhân đã sớm nhận mệnh, tiếp tục lớn tiếng nói, chính là cái kia bộ xương khô giáo phái. Bọn họ còn có một trưởng lão, tổng mắt trợn trắng cái kia. Ha ha ha, ngốc Hà Yến Tử. Đây không phải là mắt trợn trắng, kia là trời sinh minh nhãn. Nữ nhân cố nén hết ẩm gân xanh, trọng điểm là, Hùng Vấn chết rồi, ngài nhường ta đi xem một chút. Toàn bộ phong lâm thành vực đều lâm vào tại U Minh cùng hiện thế trong khe hẹp, đầu mối gì cũng mất rồi. Ta ngay tại phong lâm thành vực bên ngoài, tùy tiện sách trở về một người. Ai? Lão nhân tóc trắng khoát tay áo, thở dài nói. Chết liền chết rồi, còn nhìn cái gì đấy? Là ngươi nhường ta đi xem. Thanh âm này không tên biến rất thấp. Chậm chạp như lão giả tóc trắng này, cũng cảm thấy một chút hơi lạnh. Nhịn không được rụt cổ một cái, nói tránh đi, người này là ai? Không biết, không biết. Tùy tiện sách trở về. Nữ nhân đã không tức giận, bắt đầu sinh không thể luyến trần thuật. Nhưng dù sao đối diện là lão đại của nàng, chín đại nhân ma đứng đầu. Nàng không khỏi lại bổ sung một câu, hẳn là phong lâm thành vực còn sót lại người sống. Nha, vậy liền ở lại đây đi. Lão nhân phản ứng rất bình thản. Ngươi tùy tiện sư hồn hỏi mấy vấn đề được rồi, lưu lại làm cái gì? Hắn nếm qua huyết hoàn đan. Căn cơ đã hủy, trừ phi tán mạch lại đến. Vậy liền tán mạch lại đến. Lão nhân thản nhiên nói, sư hồn thì thôi. Yếu như vậy có thể biết cái gì? Tái tạo đạo mạch thống khổ, liền hắn, có thể nhận được sao? Ta cũng không ôm kỳ vọng. Ngươi không nên coi thường cừu hận lực lượng. Ngươi cũng không cần xem nhẹ phế vật lực lượng. Có chút phế vật, ngươi làm sao thúc giục, cũng đều sẽ không có lực lượng. Nữ nhân tự hồ trong lời nói có hàm ý, lão nhân giống như cũng không có nghe hiểu, chỉ là thở dài, tạm thời thử một chút đi. Ai, tiểu hổ thiếu cũng nên có người đến chống đỡ một hồi. Lão đại, tiểu hổ đã chết cực kỳ lâu. Cái trước thứ 9 nhân ma là gấu nhỏ. A Phi, là Hùng Vấn. Lão nhân tóc trắng đã ngồi xổm ở cái kia ngã trên mặt đất người bên cạnh. Giống như không có chú ý tới nữ nhân nói chuyện, trong miệng hỏi, người này là tình huống như thế nào? A, hắn giống như điên. Nữ nhân đưa chân đạp đạp trên đất người. Người kia bỗng nhiên một cái xoay người, la to, ta không phải là phế vật, ta không phải là phế vật. Ánh mắt ngốc trệ, thần sắc điên cuồng. Lão nhân tóc trắng chỉ là đưa tay ở trước mặt hắn nhoáng một cái, hắn liền bình tĩnh trở lại. Không điên triệt để. Chẳng qua là nhất thời chịu không được kích thích. Rất dễ dàng giải quyết. Nữ nhân lắc đầu. Nàng đối với mấy cái này không có hứng thú, như vậy, người giao cho ngươi, ta liền đi trước. Yến Tử. Lão nhân vừa nói vừa quay đầu nhìn lại, nhưng nữ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là sấm rền gió cuốn. Hắn nhịn không được vỗ vỗ trán của mình, ta muốn nói cái gì tới. Thôi, giống như trên thế giới này, là không có chuyện gì đáng giá hắn để ý, không có cái gì không thể tính thôi. Hắn chậm rãi xoay người, sững sờ nửa ngày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cửa ra vào nằm lấy đầu kia lão hoàng cậu. Bỗng nhiên uông một tiếng, lão nhân tựa hồ giật mình tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đờ đẫn người kia, duỗi ra che kín nếp nhăn gầy còm ngón tay, ở trên trán của hắn điểm một điểm. Người kia định một hồi, đờ đẫn ánh mắt liền dần dần linh hoạt tới. Chán ghét mà vứt bỏ, cừu hận, bi thương, dày vò. Giống như tất cả cảm xúc đều nhét chung một chỗ, xuất hiện tại cặp kia thống khổ trong ánh mắt. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Phương. Phương. Hạc Linh. Chương 36, hào phóng ném. Đáp ứng cho Trọng Huyền Thắng làm môn khách sáng sớm ngày thứ hai. Khương Vọng đã làm xong bài tập buổi sớm, ngay tại ngự sử đạo nguyên, cẩn thận cọ rửa cửa thiên địa, nhưng nó cụ hiện đến càng thêm rõ rệt, vì bước kế tiếp tấn thăng làm chuẩn bị. Tu hành là tích lũy tháng ngày công phu, lười biếng không được. Bây giờ hắn chín đám tinh hà đạo toàn quay vòng không ngớt, quấn tinh linh xảo uốn cong nhưng có khí thế phi thường, cũng không cần lo lắng đạo nguyên dự trữ vấn đề. Lúc này vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Khương Vọng còn chưa dứt lời xong, người còn tại trên giường tĩnh tọa, Trọng Huyền Thắng cái kia đống thịt mỡ liền đã lăn đến trước mặt. Hắn cười rạng rỡ, ảo thuật từ trong tay biến ra ba cây lá thăm ngọc, ngươi muốn mộc hành tính công kích đạo thuật. Đều là cấp ất bê thượng phẩm, thông thiên cảnh cực hạn. Tinh phẩm trong tinh phẩm. Đã quyết ý là một hồi Trọng Huyền Thắng môn khách, Khương Vọng tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, tối hôm qua liền đưa ra mình muốn một môn cấp ất
B. Thượng phẩm mộc hành đạo thuật, dùng cho thông thiên cung lạc ấn. Đây chính là người cô đơn chỗ xấu. Đổi lại khác danh môn đệ tử, sớm tại tiến giai trước đó, lạc ấn đạo thuật cũng đã lựa chọn kỹ càng. Nào giống hắn, đều thông thiên cảnh lâu như vậy, cái thứ hai thuấn phát đạo thuật vị trí còn bỏ trống, không thể kịp thời tăng lên chiến lực, chỉ dựa vào một đóa diễm hoa ứng phó. Mà tại trở thành Trọng Huyền Thắng môn khách về sau, vẻn vẹn chỉ qua nửa đêm, Trọng Huyền Thắng liền làm tới phù hợp yêu cầu đạo thuật, còn lập tức chính là ba môn. Mập mạp này rõ ràng đầy mắt đều là cầu khen ngợi chờ mong, trong miệng cũng rất là phong khinh vân đạm, ta Trọng Huyền gia đối với mộc hành đạo thuật nghiên cứu không phải là rất sâu, cấp ất, B thượng phẩm bên trong chỉ có hai môn là ta cảm thấy cũng không tệ lắm, mặt khác một môn là ta khác tìm bằng hữu muốn. Ngươi chọn trước chọn nhìn, không hợp ý lời nói, ta lại đi tìm. Khương Vọng một bên tiếp nhận lá thăm ngọc xem, một bên thuận miệng nói, bằng hữu của ngươi rất có thực lực nha. Trọng Huyền Thắng cũng không quản có ngồi hay không đến phía dưới, đặt mông chen tại bên cạnh hắn, ý vị thâm trường nói, ta cũng là từ thiên phủ bí cảnh sau khi đi ra, mới phát hiện ta có nhiều như vậy bằng hữu. Đây là tại trấn an Khương Vọng, nói cho hắn, bọn họ mới là chung qua hoạn nạn hảo hữu. Khương Vọng ngược lại không làm sao để ý những thứ này, sự chú ý của hắn đã bị cái này ba cái lá thăm ngọc thu hút. Không phải bất mãn ý, mà là rất hài lòng. Hài lòng đến nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ba cái lá thăm ngọc bên trên ghi lại đạo thuật, theo thứ tự là Hoa Hải, Kinh Cức Quan Miện, Phược Hổ. Hoa Hải nghiêng độc tính, mang theo gây ảo ảnh hiệu quả, 10 phần thích hợp quần chiến. Như có thể khắc ấn Hoa Hải, tương đương với thời khắc đều có thể trải rộng ra có lợi cho chính mình chiến trường. Có thể nói liền một thức này, đã không sợ vây công. Kinh Cức Quan Miện xem ra rất như là phòng ngự tính đạo thuật. Kỳ thật nhưng là một môn tăng thêm đạo thuật. Nó hiệu quả ở chỗ kích phát tiềm năng, sử dụng này thuật về sau, người sử dụng tiếp theo môn đạo thuật uy lực đem nổi lên 2-3 thành. Không nên xem thường cái này 3 thành, đối với một môn cấp ất B thượng phẩm đạo thuật mà nói, có thể trực tiếp đem nó tăng lên tới gần như loại giáp A đạo thuật uy năng. Mà đối với cấp bính C thượng phẩm đạo thuật, như là diễm hoa, càng là có thể trực tiếp đem nó tăng lên tới cấp ất B trung phẩm uy năng. Phược Hổ thì là một môn khống chế tính đạo thuật. Thiên địa có ngũ hành, nhân thân có ngũ khí. Mộc hành nguyên lực không chỉ tràn ngập ở trong thiên địa, nhân thân cũng có mộc khí chất chứa. Mà Phược Hổ môn đạo thuật này nguyên lý, thì ở chỗ đem trên người đối thủ mộc khí dẫn ra, dùng cho trói buộc đối thủ tự thân. Đương nhiên cụ thể hiệu quả đối ứng tại đối thủ đối với thân thể trưởng khống trình độ, mà có biến hóa. Tỷ như lấy môn đạo thuật này nhằm vào nắm giữ tứ linh luyện thể quyết, trước đó Khương Vọng cùng nắm giữ tứ linh luyện thể quyết về sau Khương Vọng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, xem như một môn cơ hồ không có né tránh không gian khống chế tính đạo thuật. Phược Hổ ưu dị không thể nghi ngờ. Trọng Huyền Thắng lấy ra cái này ba môn đạo thuật, không cần nói cái kia một môn đều là tinh phẩm. Tại cấp ất B thượng phẩm đạo thuật liệt kê bên trong, là có thể so sánh cấp bính C đạo thuật bên trong diễm hoa tồn tại. Cái gọi là tinh phẩm, chỉ là những cái kia giá trị đã vượt qua nên phẩm giai phạm chủ đạo thuật, số lượng phi thường thưa thớt, thậm chí rất nhiều người tu hành cả một đời đều kiến thức không đến. Cái này so cao hơn một giai đạo thuật chân quý hơn, bởi vì nó là làm trước cảnh giới xuống liền có thể thành hình chiến lực. Chỉ sợ Thanh Hà quận đạo viện đều rất khó cầm ra được loại này chân quý đạo thuật, chớ nói chi là một lần chính là ba môn. Cái này gọi đối với mộc hành đạo thuật nghiên cứu đến không phải là rất sâu. Đây là trần trụi khoe phú quý a. Khương Vọng quả thực muốn chửi bạo Trọng Huyền Thắng thịt mỡ, nhưng nghĩ lại nghĩ tới những thứ này đạo thuật đều là lấy ra cho mình chọn lựa, không khỏi lại tinh thần sảng khoái. Liên tục suy tính về sau, Khương Vọng nhận lấy ghi chép Phược Hổ lá thăm ngọc. Với hắn mà nói, đây là phù hợp nhất trước mắt hắn chiến đấu thể hệ đạo thuật, có thể cùng hắn thủ đoạn công kích hoàn mỹ phối hợp, tối đại hóa tăng lên chiến lực. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm đem còn lại 2 viên lá thăm ngọc lại nhét trở về, học xong về sau nhớ kỹ đem lá thăm ngọc trả lại cho ta là được, đây đều là nguyên bản, không phải là phục khắc bản. Cái này 3 môn đạo thuật, lại tất cả đều đưa cho Khương Vọng. Mặc kệ nói là đối với bằng hữu cũng tốt. Hay là đối với cái gọi là môn khách tình cảm đầu tư cũng tốt, Trọng Huyền Thắng thủ bút này không thể bảo là không lớn. Cái này thế nhưng là tinh phẩm cấp ất, B đạo thuật, không phải là cái gì hàng thông thường sắc, nó giá trị thậm chí vượt qua loại giáp A đạo thuật. Mà hắn đưa tới chính là 3 môn. Khương Vọng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhận lấy 3 cái lá thăm ngọc. Hắn đã nói chính là lời hứa của hắn. Chỉ cần là lời hứa của hắn, hắn liền nhất định sẽ hết sức làm được. Dứt bỏ bằng hữu tình cảm đến nói. Vẻn vẹn từ đầu tư góc độ mà nói, không cần nói Trọng Huyền Thắng cho hắn đầu tư cái gì, hắn đều nhất định sẽ biểu hiện ra giá trị của mình, cho đến Trọng Huyền Thắng đầy đủ phân lượng hồi báo. Đúng, ta còn có một cái lễ vật muốn cho ngươi. Đợi đến Khương Vọng cất kỹ lá thăm ngọc, Trọng Huyền Thắng lại thăm dò hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Ngoài cửa phòng thập tứ đi đến, giáp trên tay bưng lấy một cái hộp ngọc,
dù sao cũng đã gặp rất nhiều lần, Khương Vọng cười cười, xem như lên tiếng chào. Ra ngoài ý định chính là, thập tứ đối với hắn cũng nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này người áo giáp sẽ không đáp lại trừ Trọng Huyền Thắng, bên ngoài bất luận kẻ nào đâu. Xem ra thập tứ cũng tán thành hắn đối với Trọng Huyền Thắng trọng yếu. Đây là cái gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đem hộp ngọc nhét vào Khương Vọng trên tay, híp con mắt đã nhìn không thấy, mở ra nhìn xem. Khương Vọng yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, kéo dài khoảng cách, mới mở ra hộp ngọc. Chiếu vào hắn tầm mắt, là một cái màu xanh ướt át quả. Nó dáng như hạnh, sinh ra xanh biếc văn. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, liền cảm giác thần thanh mắt thoải mái, sinh cơ bừng bừng. Càng ngửi đến tâm thần thanh thản, cả phòng thơm ngát. 3. Trọng Huyền Thắng một tay lấy hộp ngọc khép lại, giải thích nói, vật này đã chín mọng, hoặc là liền lập tức ăn vào, không phải dược tính liền chạy. Khương Vọng lòng có mà động, nhìn xem Trọng Huyền Thắng, nhất thời không nói gì, không muốn như thế cảm động nhìn ta nha. Ha ha ha. Trọng Huyền Thắng nửa lúng túng khó xử không giới cười cười, nói, cái này miếng thọ quả ta đã sớm nhường người đi làm, bởi vì không xác định phải chăng có thể làm tới, cho nên không có trước giờ nói cho ngươi. Ăn đi, tăng thọ 10 năm cũng không thành vấn đề. Lần này Khương Vọng là thật động dung. Hắn sở dĩ liều mạng như vậy cố gắng, không cần nói lúc nào đều không buông lỏng, một khắc cũng không nỡ nghỉ ngơi. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ, thời gian là hắn thiếu thốn nhất đồ vật. Hắn rõ ràng chính mình tuổi thọ có hại. Nhưng mà bất luận cái gì có thể tăng thêm thọ nguyên đồ vật, đều cực kỳ chân quý. Lúc trước hắn tại hữu quốc đạt được một cái dưỡng nguyên đan, tăng thọ 1 năm, hiệu quả cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí nếu không phải doãn quan, viên kia dưỡng nguyên đan hắn chưa hẳn có thể mang đi. Cái này miếng thọ quả tặng thọ gấp 10, nhưng mà nó giá trị lại đâu chỉ gấp 10. Khó như vậy đến đồ vật, không thể nào là Trọng Huyền Thắng trong đêm lấy được, thời gian vận tác át không thể thiếu. Nói cách khác, rất có thể Trọng Huyền Thắng tại nhìn thấy hắn về sau trước tiên, liền nhìn ra hắn tuổi thọ có hại. Sau đó lập tức điều động quan hệ đi tìm duyên thọ bảo vật. Loại này chuẩn bị, tại bọn họ tiến vào thiên phủ bí cảnh trước đó, càng tại hắn đáp ứng viện trợ Trọng Huyền Thắng, cạnh tranh gia chủ vị trí phía trước phần này tâm ý, so thọ quả bản thân càng quý giá hơn. Trọng Huyền huynh, cái này, Khương Vọng nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Trọng Huyền Thắng ngừng lại lời đầu của hắn, cái gì cũng đừng nói. Người đáng giá. Mập mạp này nhìn xem hắn, dùng kiên định ngữ khí lại một lần nữa một lần. Ngươi Khương Vọng tuyệt đối đáng giá. Hắn đang muốn phát huy tài ăn nói của mình, cùng Khương Vọng lại làm sâu sắc một chút tình cảm. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu. Người nào? Chương 37, giống như đã từng quen biết Lục Xương Hà. Cơ hồ tại Trọng Huyền Thắng lên tiếng đồng thời, Khương Vọng đã lao ra ngoài cửa. Tay phải chập chỉ thành kiếm, khuấy động mây tía. Ngoài cửa người kia tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức ngưng ra một mặt trọng thủy chi thuẫn, ngăn ở trước người. Nhưng mà kiếm khí phun trào, nước nặng giọt nước như đá con bắn ra bốn phía nước bắn. Khương Vọng tay trái thò vào, một đóa diễm hoa mở tại đầu ngón tay, cũng mở ở đây người trước mặt. Đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thật bất quá giao thủ một hiệp. Thập tứ cùng Trọng Huyền Thắng chỉ muộn một bước đi ra ngoài, Khương Vọng cũng đã đem đối thủ chế phục. Trọng Huyền Tín. Trọng Huyền Thắng nhíu mày. Bị Khương Vọng lấy diễm hoa đứng vững trước mặt, động cũng không dám động, chính là Trọng Huyền Tín. Hắn có một cái nhường người ấn tượng khắc sâu mũi ưng, nhưng lúc này chỗ nào còn thấy nửa điểm kiệt ngạo. Nhìn thấy Trọng Huyền Thắng, hắn lại bịch một tiếng quỳ xuống, "Thắng ca, ta là tới cho ngươi bồi tội." Gặp hắn như vậy, Khương Vọng mới lật tay nắm diệt diễm hoa, trầm mặc đứng vững. Không cần nói Trọng Huyền Thắng thái độ như thế nào, tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, hắn hiện tại là Trọng Huyền Thắng môn khách. Có một số việc chỉ hẳn là nhường Trọng Huyền Thắng làm quyết định. Cảm nhận được cái kia nóng rực khí tức biến mất, Trọng Huyền Tín cái trán mới có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được hắn cùng Khương Vọng có bao nhiêu chênh lệch. Mới hiểu được vì cái gì Trọng Huyền Thắng khăng khăng muốn tuyển Khương Vọng, cùng hắn vào thiên phủ bí cảnh. Cái gì bồi tội a? Ta không biết rõ. Trọng Huyền Thắng hít mắt nói. Trọng Huyền Tín quỳ trên mặt đất, nước mắt nói đến là đến, đều do làm đệ đệ nhát gan, không nhịn được hù dọa. Bị người ta uy hiếp một trận, liền đến cùng thắng ca đối nghịch. Đệ đệ biết sai, thắng ca ngươi muốn đánh muốn phạt, đệ đệ đều nhận. Lời nói này, ai sao mà to gan như vậy, dám uy hiếp ta Trọng Huyền ra người. Trọng Huyền Thắng thanh âm đè ép, lập tức lên uy phong. Là, Trọng Huyền Tín giật nảy mình, nhưng từ đầu đến cuối không dám nói ra cái kia tên tới. Không muốn nói, liền trở về đi. Trọng Huyền Tuân, là Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tín cắn răng một cái. Hung dữ nói, người này lòng chật hẹp, tính tình ác độc. Hắn không để ý thân tình, đối với thắng ca mà ngươi ghi hận trong lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm vào ngươi a. Nói bậy, ta tuân ca thế nào lại là loại người này?
Trọng Huyền Thắng nghiêm mặt nói, ngươi không thể ngậm máu phun người. Trọng Huyền Tín nhất thời sửng sốt, không biết còn có nên hay không tiếp tục mắng. Hành! Trọng Huyền Thắng lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, mau dậy đi. Chúng ta đồng tông huynh đệ, có hiểu lầm gì đó không giải được. Ta làm sao từng oán qua ngươi đây? Đa tạ Thắng ca mà đại nhân đại lượng. Trọng Huyền Tín đứng lên, nhịn không được vuốt một cái mồ hôi. Âm thầm hối hận, chính mình lúc trước là phạm cái gì ngốc, quấy nhiễu vào hai cái này hỗn trướng vương bát đản cạnh tranh bên trong. Bây giờ hắn sự tình không có hoàn thành, Trọng Huyền Tuân người bên kia mới nhiều, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Hắn lại đem Trọng Huyền Thắng đắc tội hung ác. Bây giờ Trọng Huyền Thắng dự định thần thông nội phủ, hàm ngư phiên thân, thanh thế lập tức liền ra. Hắn suy đi nghĩ lại, hay là chủ động đến đây thỉnh tội. Cũng miễn cho đợi đến Trọng Huyền Thắng thu sau tính sổ sách. Không nghĩ tới vừa mới vào sân nhỏ, liền bị Khương Vọng chế trụ. Trọng Huyền Thắng dăm ba câu liền đem Trọng Huyền Tín thu thập đến ngoan ngoãn, cũng không hứng thu ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tâm tư, thuận miệng phân phó nói, vậy ngươi liền đi về trước. Về sau có chuyện gì, ta sẽ để cho người thông chi ngươi. Ngươi có chuyện gì khó xử, cũng có thể tới tìm ta. Thắng ca, ta nhất định chỉ nghe lệnh ngươi. Trọng Huyền Tín cuống quýt mặt ngoài xong quyết tâm, chạy nạn cũng rời khỏi nơi này. Một cái Trọng Huyền Tín quy hàng, chỉ là Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân, ở mọi phương diện cạnh tranh ảnh thu nhỏ một trong, còn chưa đủ lấy làm hắn động dung. Hắn cười ha hả đối với Khương Vọng nói, hôm qua vừa tiếp nhận nơi này, trong núi rất nhiều hạ nhân, cho nên phòng giữ không nghiêm, nhưng tiểu tử này tùy tiện xông tới, sợ bóng sợ gió một hồi. Khương Vọng đối với quyền mưu ngự hạ loại hình sự tình cũng không rất hiểu, cũng không có cơ hội nhận qua loại này giáo dục. Cho nên liền hỏi, người này có thể tin được không? Hắn nhất định không đáng tin. Vậy ngươi vì cái gì còn dùng hắn? Khương huynh đệ, ta cùng Trọng Huyền Tuân ở giữa chênh lệch là các mặt. Loại này chênh lệch tại có thể đoán được trong một đoạn thời gian rất dài, đều không thể xóa đi. Hắn có chọn lựa lựa tư cách, ta không có. Trọng Huyền Thắng rất là thẳng thắn nói, mà lại trên thế giới này, không cần nói người nào, vật gì, dù là một khối than cốc, một tờ giấy lộn, đều có hắn cách dùng. Đáng tin có thể tin cách dùng, không đáng tin có không đáng tin cách dùng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn vẫn còn chưa qua thế lực của mình, trước đây cũng chưa từng nhận qua phương diện này dạy bảo. Trọng Huyền Thắng lời nói, không thể nghi ngờ vì hắn đẩy ra một cái thế giới mới cửa lớn. Khương huynh đệ. Trọng Huyền Thắng lại cười nói, ngươi vừa rồi đi ra ngoài tịnh kiếm anh tư, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một người. Khương Vọng trong lòng hơi động, người nào? Cũng giống như vậy tóc trắng như xương, cũng giống như vậy kiếm khí lăng lệ. Trọng Huyền Thắng nói, nam đầu điện điện chủ một trong, thất sát chân nhân Lục Xương Hà. Trọng Huyền Thắng nói xong, chính mình lắc đầu, khoảng cách loại kia đại nhân vật, chúng ta còn kém xa lắm đâu. Đúng vậy a. Khương Vọng nói, Trọng Huyền Thắng cũng không có chú ý tới hắn trong giọng nói sát nhiên, bởi vì cái kia dù sao quá nhạt, quá xa xôi. Tiếp xuống ngươi liền chuyên tâm tu hành, mau chóng mở ra cửa thiên địa, thăm dò biển thân thể. Càng sớm thực hiện tiềm lực, thì càng đối ta viện trợ. Hắn khích lệ nói. Lục Xương Hà cũng là từ chúng ta cảnh giới này thăng lên đây này. Khương Vọng cười cười, được. Đợi đến Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ rời đi sân nhỏ, Khương Vọng mới nhìn hướng đã sáng rõ bầu trời, có chút thẫn thờ thở dài. Duy Động Huyền có thể xưng đương thời chân nhân, thất sát chân nhân Lục Xương Hà a. Nếu như lúc trước, chính mình không có bị đẩy tới sông. Có phải là hiện tại liền đã có báo thù lực lượng, đi ra Khương Vọng sân nhỏ, thập tứ từ đầu đến cuối im lặng theo sau lưng. Trọng Huyền Thắng đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta vì cái gì coi trọng như vậy Khương Vọng? Thập tứ vẫn không có lên tiếng. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã sáng tỏ, thế là chuyển hỏi, ta là thiên tài sao? Thập tứ gật đầu. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Như Trọng Huyền Thắng là cái hạng người bình thường, ai cũng không có cách nào đem hắn đỡ đến Trọng Huyền Tuân đối diện đi. Hắn so ta càng thiên tài. Trọng Huyền Thắng nói, ta tại Thái Hư Huyễn cảnh bên trong vừa gặp được hắn lúc, dù cho hạn chế thực lực, đánh bại hắn cũng không phí chút sức lực. Thế nhưng cũng không lâu lắm, ta liền không thể không chiến lực toàn bộ triển khai. Lại đến về sau, ta chiến lực toàn bộ triển khai cũng chỉ có yếu ớt ưu thế. Ta đích xác không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng liền vừa rồi hắn giải quyết Trọng Huyền Tín mấy lần đến xem, hắn có lẽ đã không kém gì ta. Ta có Trọng Huyền gia tài nguyên nghiêng, tiếp xúc đều là đỉnh tiêm tu hành tri thức, hắn có cái gì? Nếu như hắn có tài nguyên có biện pháp, liền sẽ không lao tới vạn dặm đi theo ta mạo hiểm. Mặc dù chúng ta tại Thái Hư Huyễn cảnh bên trong giao lưu rất vui vẻ, nhưng cái này không đủ để hắn đến Tây Quốc, tốc độ tiến bộ của hắn, nhưng ta rất vững tin tương lai của hắn. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ ở chung phương thức, tựa hồ vẫn là Trọng Huyền Thắng tự quyết định, thập tứ chỉ yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu hoặc lắc đầu. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Trọng Huyền Thắng nói,
nơi quan trọng nhất ở chỗ, đây là một cái người rất đáng tin. Liền lấy Liêm Tước chuyện kia đến nói, lựa chọn của hắn giống như rất ngu xuẩn, ta không tiếc đắc tội Liêm Tước, cáo chi hắn viên kia bản mệnh bài giá trị chỗ. Hắn lại chỉ là bởi vì một cái nghe tới rất lý do hoang đường, lựa chọn đem Liêm Tước bản mệnh bài hoàn trả. Ngươi tại Trọng Huyền gia, không nhìn thấy loại người này. Nếu như nói ta vì hắn tranh đến thọ quả, là lấy đại thủ bút đầu tư thiên phú của hắn. Như vậy ta khóc lóc van nài mời hắn lưu lại giúp ta, lại chính là bởi vì loại này, hoang đường. Người này hứa hẹn, so tâm ma đại chú muốn đáng tin được nhiều. Trên thế giới này ta duy nhất có thể lấy không giữ lại chút nào tin tưởng người, chỉ có ngươi. Nhưng nếu như còn có người thứ hai lời nói, ta cảm thấy Khương Vọng đáng giá một tin. Thập tứ, chờ lấy xem đi, ta sẽ từng bước một thắng nổi đi. Chương 38, ngóng nhìn thiên đường. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần cùng Trang Đình đấu pháp, toàn bộ Phong Lâm thành vực chìm tại U Minh cùng hiện thế trong khe hẹp. Trở thành trang cảnh bên trên lau không đi một khối xấu xí vết sẹo, nằm ngang ở Vọng Giang thành cùng Tam Sơn thành ở giữa. Bên ngoài thành vực đang đứng một khối sinh linh bia, vật liệu đá quý giá, có khắc trận văn, bản thân đã thành pháp khí. Bi văn nghe nói là Trang Đế tự tay chỗ mô phỏng, chiếu thư tội mình, lại lấy Bạch Cốt Đạo vì quốc cừu. Lập này bia, chính là vì siêu độ vong hồn, an ủi người sống. Nhưng mà chỉ có những cái kia chân chính có thể nhìn thấy U Minh người mới minh bạch, khối này sinh linh bia trừ lường gạt bách tính bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó tại Phong Lâm thành vực bên ngoài gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản siêu độ không được bất luận kẻ nào. Hiện tại Phong Lâm thành vực, tức không thuộc về U Minh, lại không tồn tại ở hiện thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, nơi đây bồi hồi hồn linh, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, vĩnh viễn không thể luân hồi, vĩnh viễn, chịu khổ gặp nạn. Trừ phi Trang Cao tiện tự mình tiến vào lưỡng giới kẽ hở, hắn những cái kia đáng thương nhóm quốc dân mới có một tia bị siêu độ khả năng. Nhưng mà đã bị U Minh chi khí ăn mòn Phong Lâm thành vực, cơ hồ là Bạch Cốt Tôn Thần nửa cái sân nhà. Nhất quốc chi quân, làm sao có thể bốc lên loại này hiểm? Phong Lâm thành vực bên trong, yên tĩnh cơ hồ muốn khiến người phát cuồng. Lăng Hải nhớ kỹ, đầu tiên nơi này là có âm thanh. Tiếng khóc, tiếng la, gào âm thanh, tiếng kêu đau đớn, tiếng chửi rủa, khóc thảm tiếng. Những âm thanh này đều rất khổ sở, nghe tới rất làm cho người khác khó chịu, nhưng dù sao còn có âm thanh. Về sau theo U Minh chi khí từng bước lan tràn, những âm thanh này từng chút biến mất. Đã biến mất thật lâu. Hắn là trơ mắt nhìn xem trong ngực cái kia tóc sừng dê tiểu nữ hài chết đi. Khí tức cùng nhiệt độ, từng chút, rời đi nàng nho nhỏ thân thể. Không cần nói hắn thế nào cố gắng, tại phế tích bên trong khắp nơi lật đồ ăn bù thuốc, cũng không thể ngăn cản nàng rời đi. Lúc kia Lăng Hà đột nhiên ý thức được. Hắn từ dưới xa nhà cứu ra nàng, hoặc là chỉ là nhường nàng gặp càng nhiều thống khổ. Đại ca ca, đại ca ca, ngươi vì cái gì không cứu được ta? Chúng ta cần mẫn khổ nhọc, giao nạp thuế má cho quốc gia, cung cấp nuôi dưỡng các ngươi tu hành. Ngươi là siêu phàm tu sĩ. Ngươi vì cái gì không có bảo hộ chúng ta? Ta thật thống khổ, ta thật thống khổ à. Lăng Hà lắc đầu, dùng sức đem những hình ảnh này, những âm thanh này vung ra trong óc. Đều chỉ là làm người thống khổ ảo giác nghe nhầm thôi. Nhưng chính là những thống khổ này ảo giác, nghe nhầm, đang nhắc nhở hắn, hắn còn sống. Càng ngày càng nhiều hoảng hốt thời khắc nhường Lăng Hà minh bạch, hắn thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. Tại dạng này một chỗ, ai cũng không cách nào tránh khỏi U Minh khí tức ăn mòn. Nhưng mỗi lần chỉ cần tỉnh táo lại, hắn liền làm chính mình sự tình. Hắn tại làm một chuyện rất đơn giản chính là, an táng hắn có khả năng nhìn thấy tất cả thi thể, vì bọn họ mỗi người đào mộ lấp đất, tụng kinh siêu độ, mọi người tin tưởng, xuống mồ mới có thể vì an. Đại địa là từ bi mẫu thân, ôm nàng tất cả mê thất hài tử. Hắn mai táng người đầu tiên, chính là cái kia tóc sừng dê tiểu nữ hài. Hắn thậm chí không thể biết nàng danh tự. Minh Đức Đường bên ngoài một cái nấm mồi nhỏ, là nhà mới của nàng. Lăng Hà vì nàng tụng niệm Thái Thượng Cứu Khổ Kinh, siêu độ nàng. Thái Thượng Cứu Khổ Kinh bản thân cũng không có cái gì cụ thể thuật pháp thần thông, nhưng chắc chắn là tất cả đạo sĩ đều biết tụng niệm siêu độ kinh điển. Liên quan tới kinh này, có một cái lai lịch, tương truyền tại thượng cổ thời kỳ, có một cái thợ săn, bởi vì bắn hổ vào thâm sơn, tại dưới tán cây gặp được một cái đạo sĩ. Đạo sĩ nói hắn tội nghiệt quấn thân, tuổi thọ gần, hỏi hắn có tính toán gì. Thợ săn cầu xin duyên thọ, đạo sĩ để hắn xin thể ném đi cung tiễn, về sau không còn sát sinh. Dạng này tại sau khi hắn chết, đạo sĩ sẽ khiến cho hắn siêu độ. Thợ săn đáp ứng sau rời đi. Năm này mùa đông, thợ săn đột nhiên nhiễm bệnh chết đi. Nhưng tay trái còn có một đầu ngón tay, còn có dư ôn. Người nhà bởi vậy không có lập tức táng hắn. Sau 3 ngày thợ săn quả nhiên phục sinh. Theo hắn nói, vừa mới chết lúc, 2 cái hoàng y sứ giả tay cầm công văn dẫn đường, dẫn hắn đến địa phủ. Có cái quan viên cầm sách đen nói với hắn, ngươi nghiệp chướng nặng nề,
nên xuống địa ngục. Hắn mười phần sợ hãi, chợt nhớ tới vị kia đạo sĩ, ngay tại trong lòng cầu nguyện. Lúc này tây bắc chân trời dâng lên từng vân, đạo sĩ ngồi tại một cỗ vân xa bên trong từ trên trời giáng xuống, treo tại trước điện. Âm phủ bên trong quan viên hướng hắn hành lễ. Đạo sĩ nói, ta có vị đệ tử ở đây, ta là tới siêu độ hắn. Dứt lời cầm một quyển kinh dạy cho thợ săn, mệnh lệnh hắn tụng niệm. Thợ săn niệm xong kinh về sau, đạo sĩ liền biến mất. Lúc này có một cái hoàng y sứ giả đem thợ săn lĩnh được cửa nhà hắn, nghe thấy trong nhà một mảnh tiếng khóc, thợ săn liền phục sinh. Đây hết thảy giống một giấc mộng. Nhưng thợ săn ngồi ở chỗ đó hồi ức kinh văn, lại một chữ không lọt chép lại. Về sau hắn liền mỗi ngày giữ giới niệm kinh, cũng tại mấy năm sau rời nhà tu hành, từ đây không biết tung tích, nhưng quyển kinh văn này cũng bị sao chép lưu truyền ra đến, trở thành đạo môn kinh điển. Tên của nó, chính là Thái Thượng Cứu Khổ Kinh. Thiên hạ hôm nay, lưu phái phức tạp. Người tu hành tại lựa chọn lưu phái thời điểm, phần lớn cân nhắc nó công pháp uy năng, nội tình sâu cạn, môn hộ lớn nhỏ. Nhưng rất nhiều người đều quên, những thứ này lưu phái tông môn, ban sơ tinh thần cùng lý tưởng. Thí dụ như Nho Môn, hữu giáo vô loại, mở ra dân trí. Thí dụ như Pháp gia, lập quy củ, ràng buộc thiên địa. Thí dụ như đạo sĩ, đạo môn không chỉ là cổ xưa nhất tu hành tông môn. Nó sớm nhất sinh ra, chính là vô số nhân tộc anh dũng chống lại, tổng kết con đường tu hành bắt đầu. Như cầu phúc tiêu tai, siêu độ người chết loại hình sự tình, vốn là đạo sĩ chức trách một trong. Nhưng mà hiện thế, bao nhiêu tu sĩ cao cao tại thượng, bế nghĩa chúng sinh. Tại sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới bên trong, cường giả luôn cường, kẻ yếu thường buồn. Đất nứt đem toàn bộ phong lâm thành vực hủy đến không ra hình dạng gì, nhưng ở hết thảy lắng lại về sau, mảnh đất này tựa hồ lại yên lặng tiếp nhận phế tích dáng vẻ. Lăng Hà từ phế tích bên trong từng cái tìm ra mọi người thi thể, cũng đem bọn hắn từng cái mai táng. Đầu tiên là Minh Đức Đường bên trong tất cả hài tử, cùng với bọn họ tiên sinh. Sau đó là Huyền Vũ đường phố, Thanh Mục đường lớn, Phi Mã ngõ hẻm. Từng chút đi lên phía trước, lưu lại một cái phần mộ. Không có người đáng thương mảnh đất này, không có người cứu người nơi này, không có người vì bọn họ siêu độ. Như vậy Lăng Hà, tới làm chuyện này. Đây là một cái chú định công trình vĩ đại, khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn thành. Lại càng không cần phải nói hắn một đời, đã chú định ngắn ngủi. Có lẽ vào ngày mai, có lẽ ngay tại sau một khắc, hắn liền sẽ triệt để bị U Minh chi khí ăn mòn. Giống tòa thành vực này bên trong những người khác đồng dạng, không có tiếng tăm gì chết đi. Thế nhưng tại trước khi chết, hắn vẫn muốn làm chuyện này. Ở xa Tây Quốc Khương Vọng, cũng không biết tại đã thành tử vực Phong Lâm Thành, còn có một người đang dãy ruột tiến lên. Tựa như tại Cửu Giang quận bên trong càng lúc càng trầm mặc thích giết chóc Đỗ Giã Hổ, cũng không biết một mực bị hắn ghét bỏ lười biếng Tiểu Ngũ, bây giờ tại làm lấy như thế nào cố gắng. Chỉ ít vào lúc này, mỗi người đều tại cô độc tiến lên. Đều như thế không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy hy vọng. Cũng đều đồng dạng, chưa từng dừng bước. Bọn họ cũng không biết tại nơi xa xôi, có người tại xa xa hô ứng. Bọn họ đều coi là cái kia phần hô ứng, chỉ ở trong tâm. Đây là một đoạn vô cùng chật vật đường. Đối với mỗi người đến nói đều là như thế. Khương Vọng một khắc cũng không có buông lỏng qua. Thần thông nội phủ là phi thường khả quan tiềm lực, thế nhưng tiềm lực tại thực hiện trước đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Lúc này hắn đã ngồi lên một chiếc xe ngựa, ngay tại hướng Xích Dương quận đi. Trong xe ngựa huyễn hoa sinh diệt, kinh cước quan niệm thành hình lại tán đi. Hắn tại bắt gấp thời gian, lặp đi lặp lại tập luyện mới được ba môn đạo thuật. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ đặt nền móng chỗ tốt bây giờ hiện ra hết, hắn hầu như không cần lo lắng đạo nguyên tiêu hao. Đương nhiên, lần này đi Xích Dương quận cũng là tăng thực lực lên. Với hắn mà nói, chỉ cần là truyền lưu thế gian đạo thuật, mạnh hơn cũng có ứng đối phương pháp. Chỉ ít cho tới bây giờ, tổng kết kinh lịch, hòa hợp kiếm thuật cái kia ba kiếm thức, mới là duy nhất thuộc về hắn hiện nay thủ đoạn mạnh nhất. Mà trước đó, hắn cần một thanh chân chính hảo kiếm. Chương 39, Xích Dương Nam Diêu. Xích Dương quận tại Tây Quốc Nam Bộ, nơi đây khoáng sản phong phú, vực nội bách tính nhiều lấy gang vì nghiệp, lâu dài lò lửa không tắt. Từ trên cao quan sát tề cảnh, nơi đây hoàn toàn đỏ đậm, cho nên tên là Xích Dương. Thường nói, Tây Quốc binh giáp tại Xích Dương binh tại Nam Diêu. Nam Diêu Thành, chính là Liêm thị gia tộc nhiều năm kinh doanh chỗ. Không phải là quận quản lý, hơn hẳn quận quản lý. Rất nhiều người nhắc lên Xích Dương quận, đều chỉ có thể nghĩ đến Nam Diêu Thành, căn bản nhớ không nổi quận quản lý là cái kia tòa thành thị. Nam Diêu Thành thành chủ chưa từng chuyển đi, tất nhiên chỉ có thể họ Liêm, có thể thấy được Liêm thị tại Nam Diêu Thành thậm chí toàn bộ Xích Dương quận địa vị. Liêm thị cũng không phải là Tây Quốc sinh trưởng ở địa phương gia tộc, cố quốc phá diệt về sau, mới di chuyển đến Tây Quốc. Tại Xích Dương quận phá núi lấy đồng, cắm rễ xuống, từ không tới có, thành lập Nam Diêu Thành. Bây giờ đã là nổi tiếng thiên hạ,
Thiên hạ Đúc Binh Sư công nhận thánh địa có 5 nơi, rơi vào tề cảnh, chính là bây giờ Nam Diêu Liêm Thị. Xe ngựa tại bên trên rộng lớn đường lớn chạy băng băng, Khương Vọng tập luyện đạo thuật khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ vén rèm nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Hắn nghĩ tới một kiện với hắn mà nói chuyện rất kỳ quái, Tề quốc trên quan đạo vậy mà cũng không có khắc ấn trận văn. Mà lại ven đường tới, rất nhiều tề cảnh bách tính đều tại đất hoang đạp thanh. Hắn thấy rất rõ ràng, bên trong rất nhiều người đều không có tu vi. Trên thực tế tiến vào Lâm Hải quận thời điểm hắn liền phát hiện tình huống này, chẳng qua là lúc đó một lòng tại chuẩn bị thăm dò thiên phủ bí cảnh, cho nên xem nhẹ. Lúc này nghĩ đến, hắn không khỏi lên tiếng hỏi, làm sao các ngươi tề quốc quan đạo đều không cần khắc ấn trận văn, tề quốc bách tính tùy ý ra ngoài. Đất hoang chẳng lẽ không có nguy hiểm sao? Cho Khương Vọng lái xe chính là sa phu của Trọng Huyền gia, thế hệ vì Trọng Huyền gia lái xe. Tại như Trọng Huyền gia thế ra như vậy danh môn bên trong, dạng này thế hệ nô bộc có rất nhiều, so với bình thường trên thị trường thuê hạ nhân muốn đáng tin. Hắn không dám thất lễ thượng khách của Trọng Huyền thắng, nhưng xác thực cảm thấy nghi hoặc, đất hoang có cái gì nguy hiểm? Khương Vọng trầm ngâm một hồi, lại hỏi, tề quốc không có hung thú sao? Sa phu gãi đầu một cái, kệ bên này nhiều nhất chính là một chút gâu a hồ ly loại hình, không tính là hung thú a. Bên kia trên núi khả năng còn có chút hổ báo xài lang. Khương Vọng trầm mặc, hắn còn muốn hỏi, cái kia tề quốc tu sĩ cần thiết khai mạch đan từ đâu mà tới? Nhưng vấn đề này, xe này phu chú định không biết đáp án. Một thân thậm chí không biết hung thú là khái niệm gì. Tại Trang Quốc, cơ hồ tất cả bình dân tại trước khi ra cửa phải nhớ kỹ chuyện thứ nhất là, chớ rời quan đạo. Bởi vì đất hoang khắp nơi là nguy hiểm, hung thú hoành hành. Dù là quan đạo cũng không phải tuyệt đối an toàn, những cái kia hành thương cơ hồ là bốc lên nguy hiểm tính mạng xuyên qua các nơi. Trang Quốc các nơi tu sĩ, không thể không định kỳ tuần giết ở lại điểm phụ cận địa vực, tiễu trừ tiềm ẩn nguy hiểm. Mà tại Tây Quốc, người bình thường cũng có thể tùy ý đi đất hoang đạp thanh, bốn phía du ngoạn. Đồng dạng là người bình thường, chỉ là sinh ở không giống quốc gia, sinh hoạt lại có như thế lớn khác biệt. Đây là khiến Khương Vọng ao ước sinh hoạt tình cảnh. Hắn tiện tay gọi ra Vân Hạc, lựa chút thú vị, viết xuống hắn gần đây kiến thức. Đồng thời cũng cáo chi muội muội mình đã thành công thăm dò thiên phủ bí cảnh, dự định thần thông nội phủ, muốn nàng thật tốt cố gắng mới được. Đương nhiên lướt qua những cái kia nguy hiểm không đề cập tới, chỉ nhắc tới chút kỳ huyễn chỗ. Trò chuyện tiếp một tán gẫu tề quốc mỹ thực, câu dẫn một cái an an thèm trùng. Một phong thư liền đã tràn đầy. Khương Vọng nghĩ nghĩ, lại nâng bút cho Diệp Thanh Vũ cũng viết một phong thư, liên tục cảm tạ nàng đối với Khương An An chiếu cố. Đại khái nói một lần chính mình tu hành tiến độ, tán gẫu một chút đạo thuật ứng dụng bên trên vấn đề. Bởi vì cùng nhau đi tới tại rất nhiều quốc gia đều phát hiện hung thú, duy chỉ có Vân Quốc cùng Tề Quốc ngoại lệ. Cho nên cuối cùng tùy bút hỏi một câu, khai mạch đan của Vân Quốc từ đâu mà tới. Hai phong thư viết xong, Sa Phu nhắc nhở Nam Diêu Thành đã nhanh đến. Khương Vọng thế là dừng bút, đưa mắt nhìn Vân Hạc tản vào mây tầng ở giữa. Bây giờ hắn tạm thời tại Tề Quốc ngừng lại, cũng không lo lắng Vân Hạc lạc đường. Nhưng Tề Quốc cùng Vân Quốc cách xa nhau vạn dặm, vừa đi vừa về sợ muốn một tuần có thừa. Nam Diêu Thành cao lớn nguy nga, còn chưa tới gần, liền đã cảm thấy nhiệt ý, cả tòa thành thị đều tràn ngập nóng rực cảm giác. Trên đường cái náo nhiệt ồn ào. Nam Diêu Thành người phổ biến người cao mã đại, làn da nghiêng đỏ nghiêng đen. Người nơi này đại khái bởi vì lâu dài sinh hoạt tại lò lửa một bên, tính tình đều rất hát, Khương Vọng ngẫu nhiên nhìn thấy có nhân hòa tiểu thương mặc cả, kịch liệt đến tựa như muốn đánh lên. Cái này 50 đao tệ bán hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta nhìn người khác thế nhưng là 40 đao tệ liền bán. Vậy ngươi tìm người khác đi. Ta tìm ngươi. Ta liền không bán. Khương Vọng yên lặng hạ màn xe xuống. Tề quốc cùng với nước phụ thuộc nhà thông hành tiền tệ lấy đao tiền làm chủ, vàng bạc làm phụ. Trang quốc sử dụng đao tệ có nó lịch sử nguyên nhân, ngược lại không có quan hệ gì với Tề quốc, cũng khác biệt tại đạo nước phụ thuộc bình thường sử dụng vòng tiền. Trang ngang hai nước đao tệ từ hình dạng và cấu tạo đến chi tiết có thể nói hoàn toàn khác biệt, đương nhiên đao tệ của Tề nhưng so sánh đao tệ của Trang muốn cứng hơn rất nhiều. Nam Diêu Thành tòa thành thị này cùng Khương Vọng, vào Tề cảnh đến nay thấy tất cả thành thị đều có khác biệt, cả tòa thành thị khí chất đều có chút xa cách, đại khái là nói theo cái kia đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử cố quốc phong tình đi. Tề quốc đất rộng của nhiều, bản thân cũng công diệt không ít quốc gia, thu làm tề thổ. Cho nên tại Tề quốc có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau phong tục, nhưng đều không tổn hao tại cường tề thống trị. Ngồi Trọng Huyền thị xe ngựa, tự nhiên sẽ không có cái gì cức chó xúi quẩy sự tình, Khương Vọng một đường thông suốt đi vào Liêm Tước nhà. Gia hỏa này ở tại Nam Diêu thành trung tâm thành khu, gia đình xa hoa. Nghe được truyền báo, Liêm Tước rất nhanh liền lao ra ngoài cửa. Hán đại khái xác thực đã đợi thật lâu, gặp mặt cũng không hàn huyên, lôi kéo Khương Vọng liền hướng trong tộc lò kiếm đi. Cái gọi là lò kiếm, tên như ý nghĩa,
chính là Liêm thị chuyên môn đúc kiếm chỗ Liêm thị rèn đúc các loại binh khí, đều có không giống nhau lò đúc binh. Liêm tước muốn dùng, tự nhiên là tốt nhất cái kia một tòa. Cũng chỉ có cái lò này, mới có thể đại biểu Liêm thị lò kiếm. Cái lò này hỏa chủng nghe nói là năm đó, Liêm thị tiên tổ từ cố quốc di chuyển thời điểm mang lên, một mực thiêu đốt đến nay. Trải qua tuế nguyệt mà không tắt, tự có một phen lịch sử nặng nề. Nói chuyện Liêm thị lò kiếm, chính là cái này một tòa. Ngoại nhân bình thường không được đi vào, thế nhưng có Liêm tước mang theo, liền coi là chuyện khác. Nhất là Khương Vọng hay là lần này kiếm chủ nhân, dựa theo quy củ, có tư cách vào lò kiếm đứng ngoài quan sát. Theo bước chân xâm nhập, Khương Vọng càng thêm kinh hãi. Vốn cho rằng Liêm tước chính là cho hắn rèn đúc một thanh không có trở ngại pháp khí, nhưng chỉ từ cái này lò kiếm đến xem, liền xa không thể nào như thế. Còn chưa gần lò kiếm, trước đã thấy tàn kiếm cắm như rừng. Hắn phân biệt không ra những thứ này tàn kiếm tốt xấu, chỉ cảm thấy mỗi một chuôi đều sắc bén bức người. Đi theo Liêm tước tại trong rừng kiếm đường nhỏ đi lại, bảy cong tám quấn, ước chừng dựa vào một loại nào đó trận pháp, sau đó hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một cái cực lớn, lửa đỏ lò. Cái lò này ước chừng bình thường to bằng gian phòng, lò nấu chính đối bên ngoài, giống như một loại nào đó quái vật miệng lớn. Lò lửa gần như cố định thiêu đốt lên, ngẫu nhiên nhún nhảy. Bành bành, bành. Hắn cảm nhận được giống như không phải là lò lửa, mà là một cái viễn cổ hoang thú nhịp tim. Chương 40, đúc kiếm. Thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới hiểu được. Vì cái gì cho dù là Trọng Huyền Thắng bực này ra thế, cũng đối Liêm tước muốn giúp hắn đúc kiếm một chuyện biểu thị ao ước. Vẻn vẹn từ tòa này lò kiếm đến xem, sinh ra cũng không phải phẩm phẩm. Rừng kiếm nội bộ, chỉ này một lò. Mà lò kiếm bên ngoài, liền một cái lều cũng không có, đại khái cũng không sợ mưa gió. Lúc này trừ Liêm tước Khương Vọng bên ngoài, cũng không có người khác. Cái này lò hôm nay đã bị Liêm tước định ra. Liêm tước đối với lò kiếm đi một lần phiền phức cổ lễ, lại quỳ lại nằm, miệng lẩm bẩm, mười phần thành kính. Ước chừng là Liêm thị đúc kiếm trước đó cố hữu lễ nghi, cũng không bắt buộc người khác. Nhưng Khương Vọng cũng đi theo nghiêm túc cúc ba cung. Cái này trong lò hỏa chủng, thế nhưng là cố quốc phá diệt, ly biệt quê hương đều chưa từng dập tắt. Loại này vượt qua dòng sông thời gian nặng nề cảm giác, đáng giá hắn trả giá tôn trọng. Lễ, Liêm tước đứng dậy hỏi, ngươi có thể nghĩ tốt, muốn một thanh cái dạng gì kiếm? Khương Vọng bị hỏi khó. Cái này không phải là đúc binh sư muốn cân nhắc sự tình sao? Liêm tước gặp hắn dáng vẻ, liền biết hắn cũng không nghĩ kỹ. Lắc lắc đầu nói, đây là kiếm của ngươi. Nó sẽ trưởng thành tâm của ngươi, ý của ngươi, tay của ngươi. Ngươi đầu tiên phải hiểu tay của ngươi, ý của ngươi, tâm của ngươi. Ngươi trước tiên ở nơi này tĩnh tọa một hồi, chạy không thể sắc tinh thần. Liêm tước hướng lò kiếm sau đi, ta vừa vặn lại chỉnh lý một lần vật liệu. Tay của ta, ý của ta, lòng ta. Khương Vọng một đường vấn tâm mà đến, là rất rõ ràng mình muốn cái gì. Hắn cũng một mực kiên định tiến lên. Thế nhưng đối với muốn một thanh cái dạng gì kiếm, hoàn toàn chính xác chưa từng có suy nghĩ. Giống như, càng mạnh càng tốt là được. Sắc bén sao? Kiên cố sao? Khắc họa siêu phàm đạo thuật. Tự mang uy năng vô tận. Hắn tôn trọng Liêm tước xem như đúc binh sư quyền uy, cũng không để ý trên mặt đất phải chăng sạch sẽ. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tọa, chạy không thể sát tinh thần. Liêm tước ngay tại lò kiếm bên kia vuốt ve khoáng thạch, quay đầu nhìn thấy Khương Vọng đã nhập định, không khỏi nhẹ gật đầu. Không cần nói tại thiên phủ bí cảnh bên trong cái kia chính mình, là ra ngoài cái dạng gì nguyên nhân giao ra mệnh bài, chỉ ít hiện tại xem ra, chính mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong cũng không có nhìn lầm người. Người này thiên phú tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Khương Vọng nhập định về sau, liền đối với thời gian đã mất đi khái niệm, tâm thần chạy không. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, như chút được gánh nặng, tâm tư linh hoạt kỳ ảo. Nhưng không có nghĩa là hắn như vậy mất đi cảnh giác. Cười cười nói nói thanh âm, đột nhiên truyền vào trong tai. Nhưng là một đoàn người đi ra kiếm trận, đi vào trước lò kiếm. Khương Vọng mở to mắt, liền nhìn thấy cầm đầu người tuổi trẻ kia đối với Liêm tước gọi, ngữ khí bất âm bất dương. Nha, Liêm tước ca ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Liêm tước không hề giống một cái tốt tính người, nhưng chẳng biết tại sao, lại đối với người này cũng không tức giận, chỉ nói là nói. Mấy ngày kế tiếp lò kiếm phong tỏa, thẳng đến ta đúc kiếm kết thúc thì ngưng. Liêm Thiệu, các ngươi muốn thưởng thức lò kiếm, chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian. Liêm Thiệu là điển hình nam diêu thành người dung mạo, màu da so sánh đen, người cao mã đại, mặt chữ điển rộng, ngũ quan tính được đoan chính. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là ngũ quan đoan chính, liền đã so Liêm Tước không biết mạnh hơn đi nơi nào. Cổ lô đúc binh, cho dù là ngươi, một đời cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Cứ như vậy cho phép ra ngoài rồi. Liêm Thiệu làm ra kinh ngạc dáng vẻ, quay đầu xong nhìn xem tĩnh tọa tại đất Khương Vọng, vị này là thần thánh phương nào a? Hắn là biết rõ còn cố hỏi.
Liêm Tước gióng trống khua chiêng tham dự thiên phủ bí cảnh, cuối cùng không thu hoạch được gì ra tới, sự tình sớm đã truyền khắp Nam Diêu. Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn, hắn là tại thiên phủ bí cảnh bên trong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí dâng lên mệnh bài, mới lấy giữ được tính mạng. Sở dĩ hắn như thế dụng tâm vì Khương Vọng đúc binh, bởi vì đây là tại thiên phủ bí cảnh bên trong liền đạt thành giao dịch. Những lời này không biết là ai truyền tới, cũng không có cách nào phản bác. Dù sao ai cũng không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, mà Liêm Tước không thu hoạch được gì, còn giao ra mệnh bài là sự thật. Liêm Tước cũng không tức giận, Khương Vọng cũng không đến nỗi can thiệp vào. Cứ như vậy khoanh chân ngồi nói, ta là Khương Vọng, không tính là gì thần thánh. Chỉ là Liêm Tước huynh bằng hữu mà thôi. Nguyên lai là Khương huynh, cửu ngưỡng đại danh. Liêm Thiệu chắp tay, xem như làm lễ, chuyển cười nói, đa tạ ngươi hoàn trả ta Liêm Tước ca ca mệnh bài a, thật là có đức độ. Từ thiên phủ bí cảnh kết thúc về sau, Khương Vọng tại Tề Quốc liền đã không tính hạng người vô danh. Một cái hắn dự định thần thông nội phủ, thứ hai hắn là trọng huyền thắng hảo hữu. Vẻn vẹn hai điểm này, Liêm Thiệu chỉ cần không phải ngốc đến mức trình độ nhất định, liền không đến mức vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, địch ý phần lớn là hướng về phía Liêm Tước đi. Khương Vọng lắc đầu, khả năng ngươi bây giờ đối với ta còn chưa quen thuộc, bất quá về sau các ngươi sẽ nhận biết ta. Ta không phải là một cái thích uy hiếp người khác người, nếu có thù hận, bình thường chỉ gặp sinh tử. Mệnh bài hẳn là chỉ là Liêm Tước huynh tặng cho ta một cái bằng chứng, ta đương nhiên không đến mức mặt dày đến trái lại dùng cái này áp chế. Từ Liêm Thiệu trong lời nói, hắn ý thức được Liêm Tước hiện tại chỗ gặp phải dư luận khốn cảnh, không thể không ra mặt giải thích một chút. Không cần nói thiên phủ bí cảnh bên trong phát sinh qua cái gì. Liêm Tước hiện tại tận tâm vì hắn đúc kiếm, đây chính là hắn chuyện nên làm. Mà lại, tiếp xuống hắn sẽ tại Tề Quốc ở lại một thời gian, rất có cần phải nhường Tề Quốc người đối với mình có chút hiểu rõ. Lời nói này đã là vì Liêm Tước làm chứng, cũng là thái độ mình cùng lực lượng biểu hiện ra. Ngược lại là Liêm Tước bản nhân, tựa hồ đối với này cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh trục khách, là được Liêm Thiệu, đúc kiếm chưa bắt đầu trước ngươi còn có thể nơi này ở lại. Hiện tại ta lập tức bắt đầu đúc kiếm, dựa theo quy củ, các ngươi đến rời đi nơi này. Mỉa mai vô dụng, khiêu khích không nên. Đều chuyển ra gia tộc quy củ, Liêm Thiệu cũng không có gì dừng lại thêm lấy cớ, chỉ được tức giận dẫn người rời đi. Khương Vọng nhìn xem một thân đi trở về kiếm trận, như có điều suy nghĩ. Ngươi thật giống như rất nghi hoặc, tính tình của ta làm sao tốt như vậy? Liêm Tước bên cạnh hướng bên này đi bên cạnh hỏi. Khương Vọng không có ý tứ cười cười, là có chút hiếu kỳ. Liêm Thiệu kỳ thật không phải là người xấu. Liêm Tước đi tới, bóp một đạo ấn quyết, đem kiếm trận phong tỏa. Mới thuận miệng nói, hắn chỉ là một kẻ đáng thương. Khương Vọng nhìn về phía hắn, biểu thị nghi vấn. Liêm Thị mỗi một thời đại chỉ có 10 cái người có thể trưởng khống chính mình mệnh bài, ta là một cái trong số đó. Hắn không phải là. Liêm Tước chỉ nói câu này, liền không còn giải thích. Sớm tại thiên phủ bí cảnh bên ngoài nghe nói mệnh bài sự tình thời điểm, Khương Vọng liền cảm thấy qua nghi hoặc. Vô luận là ở đâu cái địa phương, sinh tử khống tại nhân thủ đều là phi thường thật đáng buồn sự tình. Liêm Thị đại danh đỉnh đỉnh, tại sao lại thành lập loại này chế độ? Nhưng Liêm Tước không có nói nhiều ý tứ, hắn cũng không tiện hỏi. Người qua đây, ngồi vào lò kiếm bên trái bồ đoàn bên trên. Liêm Tước chỉ huy, đưa qua một khối to bằng nắm đấm trẻ con đỏ thẫm đá tròn, hai tay che, đưa vào đạo nguyên. Khương Vọng tự nhiên theo lời vì đó. Liêm Tước giải thích nói, đây là đối ứng lò kiếm đá lửa. Lò kiếm bản thân có đầy đủ hỏa lực, để ngươi quán thâu đạo nguyên, chỉ là vì tại đúc kiếm quá trình bên trong. Để ngươi kiếm quen thuộc hơn ngươi, càng thích hợp tâm ý của ngươi. Ngươi tại đưa vào đạo nguyên đồng thời, tốt nhất chạy không tâm thần nhập định, dạng này đưa vào đạo nguyên càng thuần túy, càng có thể đại biểu nội tâm của ngươi. Đạo nguyên khô kiệt lúc dừng lại là được, không cần miễn cưỡng, cũng không ảnh hưởng ta đúc kiếm. Tốt nhất, hắn lại bổ sung, đương nhiên, kiên trì thời gian có thể dài một chút sẽ tốt hơn. Liêm Tước cũng không có lấy một đống đạo nguyên thạch tới nhường Khương Vọng tùy thời bổ sung. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đạo nguyên thạch cũng không thể tức thời rút ra đạo nguyên, mà nhất định phải có một cái điều tức quá trình. Quá trình này bản thân tức lại đánh gãy đạo nguyên quán thâu. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại đúc kiếm trong chuyện này, Khương Vọng vô điều kiện tín nhiệm Liêm Tước, không có tự cho là đúng đưa ra kiến nghị gì hoặc ý nghĩ. Hắn còn không có cuồng vọng đến dùng chính mình nông cạn nhận biết, khiêu chiến Liêm Thị trăm ngàn năm đúc binh lịch sử. Liêm Tước nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Lập tức khoanh chân tại lò kiếm bên trái bồ đoàn bên trên, nhắm mắt nhập định. Mà hắn đạo nguyên, liên tục không ngừng hướng trong lòng bàn tay khối kia đỏ thẫm đá tròn đi. Bành bành, bành bành, bành bành. Nhất thời giống như cả phiến thiên địa đều tĩnh, chỉ có lò lửa nhảy vọt thanh âm. Cũng không thể nói phương kia phụ thuộc phương kia. Tóm lại chậm rãi cùng tim đập của mình, trùng điệp cùng một chỗ,